ân chư Phật chúc phần báo ân. Nam mô Lăng Nghiêm hồi thương Phật Bồ Tát, cung thỉnh Thế Tôn lại chứng minh đời năm trước con xin vào trước một chúng sanh quá Phật chưa thành, con nguyện công chứng vô sanh thể nào tràng cùng chúng ta chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm Quý Tỵ. Chúng ta lại tiếp tục được gặp nhau tại đạo tràng chùa Long Hương để học tiếp bản kinh Lăng Nghiêm. Thì trong kỳ trước chúng ta đã học cái đoạn thứ 3 là dạy trừ cái lòng gúc vọng hết về chân. Thì cái phần đó hôm qua chúng ta đã kỳ rồi là chúng ta đã học rồi. Kỳ này chúng ta sẽ học đến cái phần thứ tư là chỉ khi cột có thứ lốp thì khi mở cũng phải có trước sau. Thì chúng tôi sẽ đọc cái phần chánh văn trước, chúng tôi sẽ diễn giảng sau. A Nan, nay tôi hỏi ông, cái khăn kiếp ba la này hiện có sáu gút, nếu đồng thời mở ra thì có thể đồng một lúc trừ hết được chăng? Bạch Thế Tôn, không vậy. Những cái gút này khi cột có thứ lớp thì ngày nay cũng theo thứ lớp mà mở. Sáu gút tuy đồng một thể nhưng khi cột không đồng một lúc thì khi mở gút làm sao đồng thời trừ bỏ hết được? Phật bảo A Nan, việc giải trừ cái gút nơi sáu căn cũng giống như vậy. Căn ấy khi bắt đầu mở trước được nhân không, đến khi tính không tròn sáng thì phải thoát pháp chấp. Pháp chấp giải thoát rồi, cả hai cái nhân không, pháp không cũng không còn. Ấy gọi là Bồ Tát do Tam Ma Đề mà chứng được vô sinh nhẫn.
Đây là một cái đoạn mở rút kế tiếp. Thì kỳ rồi chúng ta đã cùng nhau mở rút rồi, nhưng có ai ra được không? Cái kỳ vừa rồi là một trong những cái buổi mà chúng ta nói chuyện thực tế trong công phu. Nếu như kỳ rồi mà chúng ta tháo gút không nổi, kỳ này chúng ta tháo tiếp. Tại đang trong giai đoạn tháo gút. Nhưng mà kỳ này thì những cái lý luận khiến cho người ta có thể hiểu lầm. Tức là khi Đức Phật hỏi A Nan là khi cái khăn này đã cột 6 gút nó rồi, nếu đồng thời mở ra thì có thể đồng một lúc trừ hết được chăng? Trong lúc đó A Nan bạch ra: bạch không, thưa Thế Tôn, và những cái gút này khi cột thì có thứ lớp, thì ngày nay cũng theo thứ lớp mà mở. 6 gút tuy đồng một thể, nhưng khi cột đồng một lúc thì khi mở làm sao đồng thời trừ bỏ hết được? Thì khi nghe tới đây á, chúng ta ngẫm nghĩ theo cái kiểu hiểu bình thường của mình á, thì bây giờ 6 rút tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, không? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ thiệt, thân và thức. Vì vậy là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thân căn, thiệt thân, nó có tổng cộng là 6 đúng không? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, rồi sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, rồi nhãn thức, tỷ thức, tỷ, tổng cộng là 18 giới này. Thì khi mà căn tức là mắt của mình dính với trần là coi như chúng ta đã bị cột rồi. Mắt chúng ta thấy sắc, tay chúng ta nghe âm thanh là chúng ta đã bị cột rồi. Và có thức phân biệt để chúng ta thấy đúng, thấy sai, thấy hay, thấy dở, tức là đầy đủ 18 giới. Thì lúc này là coi như chúng ta bị cột. Thì bây giờ nói tới cái chuyện tháo gút ở đây là chúng ta phải theo thứ lớp mà mở. Theo thứ lớp mà mở thì vậy là ví dụ như cái trên cao nhất của mình là cái ý, cái căn ý của mình, bây giờ theo ý để mình ta mở. Rồi tới cái gì? Rồi mắt, rồi tai, rồi mũi, lưỡi, rồi tới thân, ví dụ vậy. Thì vậy là nếu chúng ta hiểu theo kiểu bình thường thì chúng ta theo từng căn để chúng ta mở hay sao? Cái này chúng ta phải phá, chứ nếu không á là chúng ta sẽ vướng vào cái kiểu tiệm tu giống như từ trước đến giờ. Và khi mà chúng ta học kinh Lăng Nghiêm, chỗ này chúng ta không có thông được thì chúng ta sẽ đi vào con đường tiệm tu. Và cứ nghĩ rằng cái căn nhãn nó sẽ khác với cái căn nhĩ, nó sẽ khác cái căn tỷ, tức là con mắt nó sẽ khác với lỗ tai, rồi lỗ tai nó sẽ khác với lỗ mũi nó khác với cái lưỡi, lưỡi nó khác với cái thân, và cái thân nó khác với cái ý. Thì vậy là mỗi lần chúng ta tháo gút là chúng ta mở, tức là làm sao để chúng ta thoát được cái căn mắt, rồi làm sao chúng ta thoát được cái căn lỗ tai, làm sao chúng ta thoát được căn lỗ mũi, làm sao thoát căn lưỡi, và làm sao thoát khỏi cái thân, và làm sao chúng ta thoát được cái ý, thì gọi là tháo thứ lớp, có đúng không? Cái chỗ này chúng ta phải hết sức bình tĩnh. Khi mà chúng ta bắt đầu công phu thì những cái điều lý luận này khiến cho cái người tu tập dễ bị nhầm lẫn và bắt đầu hướng dẫn người khác tu. Bây giờ tháo cái căn mắt là quán tất cả các sắc là không, tháo cái căn lỗ tai là quán tất cả âm thanh là không hay gì đó đại khái, để chúng ta phá từng lớp, phải không? Mấy cái chỗ này chúng ta phải hết sức là tinh tế để chúng ta nhận ra cái lối lý luận của Đức Phật. Mặc dầu ở đây là Đức Phật hỏi A Nan là 6 gút tuy đồng một thể, nhưng mà khi cột không đồng một lúc thì vậy là mở là phải theo thứ lớp mà mở. Có phải là khi chúng ta bị vướng là có đồng hay là không đồng? Ví dụ như bây giờ ngồi đây ha, thì mắt quý vị đang thấy nè, tức là nhãn căn dính với sắc trần. Tai quý vị đang nghe, tức là nhĩ căn dính với thanh trần. Mũi quý vị đang hít thở là tỷ căn dính với hương trần. Cái lưỡi chúng ta nó đang ở cái ngọt hay là nó lạc gì đó là tỷ căn, là lưỡi. Là thiệt căn dính với vị trần. Rồi cái thân chúng ta đang nóng, đang lạnh nè, đang dễ chịu, khó chịu, tức là thân căn đang xúc chạm với trần, gọi là xúc trần. Và cái ý đang phân biệt, tức là ý đang tiếp xúc với pháp trần. Cái pháp trần nghĩa là gì? Tức là những cái
cái hình ảnh nó đang hiện ra nơi tâm chúng ta, những cái âm thanh đang hiện ra nơi tâm chúng ta. Cái này nó gần giống như cái tưởng, gần giống như cái tưởng mà trước mình nói. Cái pháp trần ở trong duy thức nó gọi là lạc tạ ảnh tử. Lạc tạ ảnh tử có nghĩa là sao? Bây giờ ví dụ như mình đi từ nhà mình tới chùa, mình thấy rất là nhiều chuyện, đúng không? Và lúc chúng ta thấy thì cũng bình thường thôi, cũng thấy thôi. Có những cái mình để ý để mình nhìn kỹ hơn, có những cái mình lướt qua mình cũng chẳng có để ý cái gì. Nhưng rồi bây giờ mình bắt đầu mình ngồi lại, thì những cái hình bóng kể từ nhà mình ra tới cổng là cái gì, từ cổng đi ra một khúc đường là cái gì, từ khúc đường đi giữa đường mình gặp chuyện gì, thì những hình bóng bắt đầu nó hiện ra nơi tâm chúng ta. Thì cái đó gọi là pháp trần. Nên chúng ta nên để ý, nên biết cái điều này. Và cái thứ hai nữa là bây giờ mình lên xe cái mình không có thèm mở mắt ra nhìn gì hết, mình nhắm mắt lại, cái lỗ tai mình nghe người bên trái nói một câu này, người bên phải nói một câu này, người này này nói mình thích, người kia nói mình không thích, ví dụ vậy. Hoặc là cứ nghe thôi, ai nói câu gì đều nghe hết. Như vậy trong lúc này những cái chuyện nó qua rồi, mình lại ngồi vắng một mình, thì những cái âm thanh nó bắt đầu nó vang động nơi tâm chúng ta. Thì nơi lục căn tiếp xúc với lục trần rồi mà nó bắt đầu nó hiện trở lại thì đó được gọi là pháp trần. Là những cái hình bóng, những âm thanh, những cái sự việc mà chúng ta tiếp xúc bằng căn của mình, rồi bây giờ bắt đầu nó hiện bóng lại, cái đó gọi là pháp trần. Thì cái ý chúng ta đang biết cái pháp trần này, đây là chỗ mà chúng ta mới thấy rằng cái công phu từ trước đến giờ khi niệm khởi lên chúng ta biết, thì cái đó gọi là gì? Là ý căn đang biết trần. Cho nên dùng cái từ là biết vọng để công phu là đang đứng vị trí nào? Ý căn đang biết trần, chứ đâu có ra được cái gì đâu. Tức là căn đang tiếp xúc với trần, tức là ý căn đang biết pháp trần. Ngoài đó ra là không có cái gì hơn hết. Thì nếu chúng ta sử dụng cái công phu là cứ ngồi đợi cái pháp trần nó hiện ra để mình biết, mình ngồi đợi pháp trần hiện ra để mình biết, ngồi đợi pháp trần hiện ra để biết, thì cái căn biết trần thôi. Thì đó chưa phải là công phu, nó chỉ là mới tập nhìn thấy cho rõ ràng giữa căn và trần ở nơi tâm mình. Đó gọi là tịnh sắc căn. Có nghĩa là ví dụ như cái hình sắc bên ngoài là cái hình sắc mà chúng ta thấy được là thô phù sắc. Cái thô phù căn nó tiếp xúc với cái thô phù sắc bên ngoài. Nhưng rồi cái ý căn chúng ta thấy được những cái hình bóng nhỏ bên trong gọi là tịnh sắc căn, tức là cái hình bóng, cái pháp trần đó đó. Pháp trần đó nó nhỏ nhiệm mà chỉ có cái ý căn của mình mới thấy được thôi, người ngoài không thể thấy. Nhưng bây giờ cái bông này thì tất cả chúng ta đều thấy bằng nhãn căn của mình. Nhưng tới hồi mà ý căn của mình nhận biết cái pháp trần đó, chỉ có mình ý căn biết à. Vậy bây giờ nếu chúng ta công phu để chúng ta liên tục chúng ta biết từng ý niệm sẽ ra nơi tâm, thì vậy có phải là công phu tu tập không? Không. Tức là bây giờ nhắm hết mắt là bịt hết lỗ tai để cho cái đầu suy nghĩ, thì tức là nó nhét hết rồi mũi, làm sao cho năm cái căn ở ngoài không hoạt động, chỉ còn có ý căn hoạt động, và chúng ta liên tục chúng ta biết từng ý niệm một nơi tâm, thì đó có phải là công phu chưa? Coi chừng chúng ta lầm ở chỗ này. Và có một pháp tu đang tu như vậy, nghĩ là mình tu thiền tông, thì chúng ta cần phải coi lại chỗ này. Nếu mà càng phân tích thì chúng ta thấy càng có những cái là cái hơi bị đụng chạm tí. Thì thôi bây giờ chúng ta để cái chuyện đó qua một bên. Bây giờ trong 6 căn này chúng ta có phải là tháo từng căn một hay không? Vấn đề là ở chỗ này. Theo lý luận là theo thứ lớp mà mở thì có phải là mở từ căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân, căn ý hay không? Thế thì Kinh Lăng Nghiêm tới cái đoạn này thì qua những cái đoạn gọi là đốn ngộ rồi, không? Như kỳ rồi mình nói đó, thì tới cái đoạn này được xem là cái đoạn tiệm tu. Nhưng mà thực sự không phải như vậy. Về hệ thống kinh điển Đại Thừa không có nói chuyện đốn ngộ và tiệm tu. Và Thiền Tông cũng vậy, không có nói chuyện đốn ngộ và tiệm tu. Đốn ngộ sẽ là đốn tu và đốn chứng ngay tức thì đó. Như vậy tại sao nói ở đây tháo gốc? Ở đây cái tháo gốc không phải còn là cái kiểu bình thường của người thế gian mới bắt đầu tập tu. Nha, chúng ta bắt đầu ở một cái tầm khác, giống như bản kinh Kim Cang, chúng ta ở một cái tầm khác. Ở phần 2 là khi người kiến tánh khởi tu. Kiến tánh khởi tu á, dùng từ đó có thể tạm, có thể là cho chấp nhận được, nhưng mà
kiến tánh rồi mà tìm tu là cả nhà không được. Nhưng mà thật sự kiến tánh rồi cũng không phải khởi tu đâu. Giống như bản kinh Pháp Hòa, chúng ta thấy sau khi mà hiện bảo tháp rồi, phải không? Bản kinh Pháp Hoa sau khi hiện bảo tháp rồi thì bắt đầu mới phá ngũ quẩn, phá sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì nghĩ người ta đọc phần chánh văn đó, người ta nghĩ là mình phải công phu như thế nào để mình phá sắc quẩn, công phu thế nào để phá thọ quẩn, công phu thế nào để phá tưởng quẩn. Ví dụ như chưa tới phá ngũ quẩn của cái phẩm Đề Bà Đạt Đa thôi, thì cái phẩm Đề Bà Đạt Đa hoặc là phẩm Long Nữ thôi, thì tất cả những cái phẩm đó Đề Bà Đạt Đa đều là cái gì? Thiện tri thức của Đức Phật trước khi thành Phật. Long Nữ thì có trong thoáng chốc sẽ được thành Phật, vân vân. Tất cả những cái thế nhìn đó là gì? Thì khi một người thấy tánh là thì người ta sẽ rất trong cái cảnh giới gì? Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Cho nên người thù của mình cũng là Phật đạo, người nữ cũng có thể thành Phật. Tất cả mọi cái đều là Phật trong cái thấy nhìn của người đã ngộ tánh. Thì sau khi ngộ nó sẽ là nhập tánh. Mà khi nhập tánh rồi toàn pháp giới này là toàn chân. Thì vậy làm phụ nữ cũng là chân, cũng là Phật. Thanh niên cũng là chân, cũng là Phật. Khắp pháp giới này cũng là chân, cũng là Phật. Thì ở chỗ này tháo gút ở một cái tầng khác, chứ không phải tháo gút theo cái kiểu tầm thường là mắt thấy có thiệt đó là sắc, bây giờ mình quán nó là vô thường, mình quán nó là nhân duyên, mình quán nó là quyển, mình quán nó là không, hoặc là thậm chí mình quán nó là như. Tất cả những cái quân quán đó được gọi là mình tháo gút ở cái căn của mình. Thì xin thưa không phải cái ý Đức Phật nói ở đây. Chúng ta nên nhớ lưu ý chỗ này. Nếu không chúng ta sẽ trở lại một cách công phu là bây giờ làm sao cho mắt mình đừng có dính sắc, đúng không? Làm sao cho tai mình đừng dính âm thanh, coi như mình tháo được cái gút rồi. Thì đó không phải. Ở đây Đức Phật nói là căn ấy khi bắt đầu mở trước được cái nhân không, đến khi tính không tròn sáng thì giải thoát pháp chấp. Pháp chấp giải thoát rồi, cả hai cái nhân không, pháp không cũng không còn. Ấy gọi là Bồ Tát Tam Bảo Đề, tức là chính định mà chứng được vô sanh pháp nhãn. Như vậy là ở đây đoạn này Đức Phật không dạy cho mình gỡ từng căn, đúng không? Nhưng mà Đức Phật ở đoạn trước đã nói mình tháo rồi, trong cái bài trước mình đã tháo rồi, đúng không? Bây giờ thứ nhất là khi một người mà đã tháo được những cái rút ngay từ trước là một người một phen đã thấy gì? Căn trần hoàn toàn không dính nhau, đúng không? Bây giờ khi mà chúng ta thấy có căn có trần, tức là có mình và có pháp. Bây giờ mình thấy căn trần không dính nhau, nhưng mà chúng ta chưa đạt được tới cảnh giới thân căn này là không, pháp trần là không. Bây giờ nếu nhìn ra pháp trần, mình có dám thấy tất cả cái này là không chưa? Thấy chưa? Mình nghe tất cả âm thanh là không chưa? Đây là cái gút để phá rồi nha. Cái chỗ này là cái chỗ phá cùng nhất, cùng tột nhất của cái phá thao gục. Thì cái này bữa nay chúng ta phải phá cho nó ra. Phải không? Tại vì từ đâu mà có căn? Đức Phật muốn nói tới cái chỗ này. Từ đâu mà có căn? Căn chỉ là cái bên ngoài. Thì cái gốc gì để thành lục căn? Gốc gì? Nếu như không có mình thì có căn của mình không? Có căn không? Có nghĩa là khi chúng ta lầm nhận thân tâm này là mình, chúng ta ảo tưởng có cái thân này, chúng ta ảo tưởng có cái tâm này, từ cái ảo tưởng đó chúng ta lầm nhận cái ảo ngã của chính mình. Bây giờ xét lại cái ngã mình là cái gì? Mình nói là con mắt này là mình, đúng không? Lỗ tai này là mình, lỗ mũi này là mình, cái lưỡi này là mình, cái thân này là mình, và cái ý này là mình. Phương Tây nói là tôi nghĩ chính là tôi, nhưng mà nghĩ thật sự không phải là tôi, là ảo tôi thôi chứ không phải là tôi. Vì vậy là trên lục căn này mà mình thấy cho là mình á, thì có một cái mình, có một cái mình ở đâu đó để thấy rằng mắt là mình, đúng không? Có cái mình ở đâu đó để mà nhận lỗ tai này là mình, có cái mình ở đâu đó để nhận cái thân này là mình, tức là cái thân này là cái của mình. Đầu tiên là chúng ta phải thấy cái ngã cái pháp của thân và tâm cái đã, rồi mình mới phá cái ngã pháp của thân và ngoại cảnh. Chỗ này chúng ta để ý nha. Bắt đầu để ý, bắt đầu chúng ta phá tiếp cái gút cuối cùng này cho nó ra. Bây giờ là đầu tiên mình thấy có mình, đúng không? Ví dụ như bây giờ tôi thấy có cái thân của tôi nè, cái thân tôi không có đẹp bằng cái thân cái anh bên cạnh, là tôi thấy tôi khó chịu.
Hết chịu là gì? Tức là thấy có tôi và có cái thân của tôi là cái gì? Theo tinh thần Kinh Kim Cang là gì? Nhà tướng tướng là gì? Ngã, nhân, đúng không? Cái thân này là nhân của mình, đây là cấp 1 của tứ tướng. Thì khi có tôi và có cái thân của tôi thì tôi làm sao có cái thân tôi nó ngủ ngon, nó ăn ngon, nó mặc đẹp, nó ở sướng, đúng không? Là có chúng sanh được sanh ra và được ăn ngon, ngủ ngon hoặc là được theo ý mình thì mình vui, không được theo ý mình khổ là sẽ có thọ giả. Thì vậy là khi mà mình thấy có mình ở đâu đó, cái mình chưa xác định được, đúng không? Cái mình chưa xác định được nhưng mà mình thấy rõ ràng là có cái thân của mình rồi. Thì vậy là cái thân của mình, như hôm trước nay mình nói là sao, cái gì mà bị mình thấy, cái gì bị mình biết thì cái đó không phải là mình, đúng không? Vì cái thật mình như vậy, cái thật mình nó không phải là thân này. Trước cái đó chúng ta phải phá được cái này nha. Ở đây chúng ta chấp nhận được là cái thân này không phải là mình chưa? Đây tu cao rồi phải ngang đó phải chấp nhận được. Giờ kinh là nghiêm tới đoạn này là chúng ta ở cái tầng cao rồi. Bây giờ làm sao mình thấy rõ ràng là mình đang thấy biết cái thân này, đúng không? Giống như bây giờ mình đang thấy biết cái bình bông trước mặt, thì cái bình bông đang bị mình thấy rõ ràng bông này không phải là mình, là cái đang bị mình thấy, đúng chưa? Thì cái thân này cũng vậy, đang bị cái mình thấy nó, đúng không? Mình đang biết cái thân, ví dụ như mình nhìn lấy tay mình ngắt cái lỗ tay, cái mình biết cái chỗ này nó đau, phải không? Thì có một người biết đau và người bị đau. Người bị biết đau, thân này đang bị mình biết. Bây giờ đầu tiên là chúng ta phải thấy được cái đang bị mình biết nó không phải là mình. Để chi? Để mình phá một cái tầng nhỏ nhiệm ở nơi thân tâm. Rồi cái ngã nhân ban đầu chúng ta phải phá đi, chúng ta mới ra khỏi tư tưởng. Ở đây nó dính tới Kim Cang. Nếu mà đấy là một cái tầng tư tưởng sâu rồi, thì chính chúng ta phải ở một cái vị trí là mình thấy rõ, đang thấy rõ những cái hoạt động đang nóng, đang lạnh, đang khó chịu, dễ chịu, hình sắc đẹp, hình sắc xấu, vân vân, mọi cái xảy ra nơi thân là cái đang bị mình biết và cái thân này đang bị mình biết. Thì cái đang bị mình biết không phải là mình, cái đang bị mình thấy không phải là mình. Mình là cái hay thấy, mình là cái hay biết, đúng không? Thì vậy là mình được tầng cao hơn rồi. Bây giờ chúng ta đứng ở cái tầng chúng ta hay thấy hay biết của cái thân. Bây giờ chúng ta biết ngược lại, không phải là biết cái cảnh bên ngoài nữa, mà chúng ta biết cái ý nghĩ như hồi nãy mình phân biệt, tức là mình thấy rồi, bây giờ mình ngồi lại những cái ý niệm nó khởi ra trong đầu. Những ý niệm mà mình thấy là hình niệm mình đẹp hoặc là ý niệm mình xấu, hình sắc là đẹp, hình sắc là xấu, âm thanh này hay, âm thanh này dở, thì mình thấy rất rõ nơi mình cái điều này, đúng không? Bây giờ mình ngồi mình lắng tâm lại coi, tất cả những cái ý nghĩ nơi tâm mình đều thấy và biết rõ nó, không sót một ý niệm nào. Như chỗ này chưa nói cái chuyện tu không tu ở đây nha. Bây giờ chúng ta chỉ ngồi lại để thấy tất cả ý niệm xảy ra nơi tâm chúng ta thôi. Thì vậy là ý nghĩ, nhớ, nhung, buồn, thương, giận, ghét, tất cả mọi điều xảy ra nơi đầu chúng ta đang nhận biết nó, thì những cái đang bị chúng ta nhận biết, cái đó không phải là mình nữa. Mà cái đó là gì? Là nếu tính là nó thuộc về ngã sở. Không, ngã sở là cái của mình. Tôi nghĩ mà, ý nghĩ này là của tôi. Không, ý nghĩ là của tôi. Thì vậy là tôi là cái đang biết ý nghĩ của tôi đang nghĩ. Không, chúng ta phải phân định cho rõ. Nếu mà đi sâu vào tâm là chúng ta phải phân ra cái này cái đã. Thì như vậy là thân cũng là của mình, tâm những ý nghĩ cũng là của mình. Vậy mình là một cái không phải thân tâm, chịu chưa? Chúng ta tới chỗ này chưa? Chúng ta ráng đứng cái vị trí này để chúng ta bắt đầu nhìn tiếp. Thì mình từ từ mình mới phá được, chứ thôi là mình phá không ra. Bây giờ chúng ta phải đứng cái vị trí là mình không phải cái thân này. Tại cái thân này là của mình. Mình không phải cái suy nghĩ này. Cái suy nghĩ này đang bị mình biết nữa. Thì cái suy nghĩ và cái tâm này đều là gì? Đều là cái bên ngoài mình, đúng không? Tới chỗ này chưa? Chúng ta chấp nhận tới chỗ này chưa cái đó? Tới chỗ này được chúng ta mới đi xa hơn nữa được, chứ nếu không là chúng ta không có đi sâu được nữa đâu. Chỗ này chúng ta có thể chấp nhận được chưa? Chấp nhận được rồi đúng không? Tức là bây giờ thân tâm này chúng ta phải khẳng định với chính mình là nó không phải là của mình cái đi. Phải không? Thân này có phải của mình không? Tâm này có phải của mình không? Mình đặt lại vấn đề có thân tâm này có phải của mình không?
Thế thì mình nói là thân này của mình hoặc là tâm này của mình, thì thân là của mình, tâm là của mình, tức là cái sở hữu của mình. Nó là ngã sở của mình chứ không phải nó thật là mình. Chúng ta phải phân cái ranh này ra cái đã trước khi chúng ta muốn đi sâu. Thì khi chúng ta đứng ở vị trí mà không thân, đứng ở vị trí của mình đi, đứng vị trí của mình, đứng vị trí gốc của mình để mình biết thân, đứng vị trí gốc của mình để mình biết tâm. Thì vậy là chúng ta phải ngầm biết rằng có một cái mình ở đâu đó không phải là thân tâm, đúng chưa? Thì vậy là tất cả mọi người đều chấp nhận đó là gì? Đó là tánh của mình, đó là tự tánh. Nhưng phải chưa? Đây là vấn đề. Bây giờ đang hay biết thân tâm có phải là tự tánh chứ? Phải thì cũng phải, nhưng mà chưa thực sự là phải. Cái chỗ này nó gần đúng với cái chỗ mà Phật tổ muốn nói, đó là Phật tánh của mình. Nhưng mà nó sẽ là Phật tánh khi chúng ta một lần chết được thân tâm. Còn nếu như khi chúng ta chưa chết được thân tâm thì nó chỉ là cái thức để nhận biết rõ ràng mọi điều. Khi nào tức nó biến thành trí thì chỗ đó mới thành Phật được. Tại vì sao? Tại vì căn và trần dính nhau, là có cái thức căn trần đến nhau, có cái thức phân biệt. Ví dụ như mắt mình thấy cái hình sắc thì lúc đầu nó chưa có gì hết à. Chỉ là mắt thấy thôi, chưa có gì hết. Nhưng bắt đầu tới cái thức phân biệt thì cái sắc này là sắc màu nào, cái sắc này xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím gì đó. Hoặc là giữa mình phân biệt giữa con mắt đang thấy cái hình sắc và con mắt đang thấy hư không, thì cũng là cái thức bắt đầu nó hoạt động. Thì cái nhận định ban đầu của thân căn, ngay nơi thân căn này mà chúng ta nhận biết pháp trần. Đây bây giờ bắt đầu chúng ta nói rộng ra. Ở đây Đức Phật phá cái ngã và pháp nè, cái nhân không và pháp không. Nhân có nghĩa là cái ngã của mình. Thì bây giờ từ đầu cho tới chân, từ nãy giờ chúng ta phân tích đầu tới chân của mình rồi. Mình thấy bây giờ phân tích lại một cái thứ hai nữa. Ví dụ như bây giờ mình nói là cái thân này là của mình đi. Thì bây giờ cái thân này từ đầu tới chân là của mình hay là phần nào của mình? Ví dụ như cái đầu có phải là mình chưa? Hay là gần cổ là của mình? Hay là cái tay, hay là cái bụng, hay là cái lưng, hay là hai cái chân? Nếu mà không phải, cái đầu chưa phải là mình, cái lỗ tai chưa phải là mình, cái lỗ mũi chưa phải là mình, toàn thân này chưa phải là mình, thì cái thân này là một cái hợp chất, không? Là một cái duyên hợp tổng thể của một cái thân của chúng ta. Thì cái thân của chúng ta là từ đầu tới chân không có cái nào thật sự là mình cả. Rồi bây giờ cái ý nghĩ đi, ví dụ như mình nghĩ tốt, mình nghĩ xấu, mình nghĩ đúng, mình nghĩ sai, nghĩ hay, nghĩ dở, có lúc mình cũng ác ôn, có lúc mình cũng thánh thiện, thì tất cả những suy nghĩ đó, suy nghĩ nào là mình? Suy nghĩ nào mình là thánh hay là mình là phàm? Mình ác hay là mình thiện? Nhưng mà cái nghĩ thiện cũng không phải là mình, nhưng mà nghĩ ác cũng không phải là mình, nghĩ tốt cũng không phải là mình, mà nghĩ xấu cũng không phải là mình. Thì tất cả những suy nghĩ đó đều không phải là mình. Đứng ở mặt phân tích thân tâm thì chúng ta chịu khó quan sát như vậy để chúng ta phân tích, chúng ta loại cái đang suy nghĩ là mình ra, để mình chỉ còn có cái mình không phải là cái suy nghĩ. Cái mình không phải là cái thân này, tức là thân và tâm lúc này chúng ta tạm thời bước ra nữa. Bước ra nổi không? Giờ chúng ta phải bước ra mới được. Bước ra chúng ta mới giải quyết được vấn đề. Thì ngay cái phút giây mà chúng ta nhận biết rõ cả thân lẫn tâm một lượt, đây bắt đầu chúng ta thấy nè. Ví dụ như bây giờ chúng ta thử lắng tâm tí đi, chúng ta rất là trầm tĩnh ngồi lại tại đây nha. Chúng ta bắt đầu nhìn, thì con mắt chúng ta đang thấy hình sắc nè, đúng không? Lúc này con mắt chúng ta đang mở là luôn luôn chúng ta sẽ thấy hình sắc trước mắt. Mà đừng có thèm để ý phân biệt những cái gì trước mắt thì cứ thấy đi. Thấy rõ ràng tất cả mọi thứ đang có trước mắt của mình nè. Và để yên cái đang thấy rõ đó thôi, đừng có thêm, đừng có bớt. Để yên nó đi. Rồi lỗ tai chúng ta cũng nghe một lượt tất cả những âm thanh xung quanh nữa. Lỗ mũi chúng ta đang hít thở, lưỡi chúng ta đang biết vị rõ ràng, cái thân chúng ta nóng lạnh chúng ta cũng biết rõ ràng. Và lúc này từng ý niệm xả ra lên đầu, nếu chúng ta thật sự lắng tâm, chúng ta cũng biết nó rõ ràng nữa. Thì vậy là căn trần đang bị ta biết một lượt. Trong đó có ý căn. Phải không?
Không rõ cái ý căn và pháp trần. Ý căn là những ý nghĩ phân biệt của mình. Những cái pháp trần là những ý nghĩ phân biệt của mình. Ý căn đang nhận biết nó. Thì vậy là cái ý căn đang nhận biết cái pháp trần, thì có một cái gì đó ở ngoài cái ý căn và pháp trần này đang nhận rõ hai này hoạt động. Phải không? Chúng ta tới chỗ này chút nữa. Bây giờ bắt đầu chúng ta đi sâu vào cái ý căn. Vì vậy là có một người là những cái ý niệm đang khởi, và có một cái người đang biết những ý niệm đang khởi. Thì chỗ này còn cái gì? Vẫn còn tiếp tục có hai. Giờ là dẹp hết cái thô phù căn trần kia đi, tới sâu bắt đầu vào ý căn. Như vậy là vừa khởi niệm là chúng ta liền biết. Vừa khởi niệm là chúng ta liền biết. Thì lúc này nếu chúng ta là những người thực sự đang ở trong công phu, chúng ta đang ở trong công phu là đang rõ biết từng ý niệm sẽ ra nơi tâm của mình, được tạm gọi là chúng ta công phu tu tập đi. Chúng ta ở vị trí đang tu này đi nha. Chúng ta đang rõ, rất là rõ chỗ này. Như vậy là chúng ta thấy là khởi niệm biết, khởi niệm biết, khởi niệm biết, khởi niệm biết. Thì như vậy là cái biết của chúng ta biết từng ý niệm, hay là biết hết tất cả ý niệm? Lâu nay chúng ta tu trả lời dùng câu này đi. Mỗi ý niệm gửi lên chúng ta liền có cái biết, hay là cái biết nó có sẵn để ý niệm hiện ra trong biết để chúng ta biết? Nào, cái câu này là bắt đầu nó mở cửa rồi đấy. Từ sao? Từng ý niệm khởi lên chúng ta liền có cái biết, đúng không? Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi thứ nhất nè. Từng ý niệm khởi lên nơi đầu thì chúng ta liền có cái biết, có phải đúng không? Đúng không? Đúng không? Số người gật đầu ở đây đúng không? Ở đây chúng ta bắt đầu, gọi là chúng ta đang bắt đầu tu tập, chứ không phải là nghe pháp một cách bình thường để về nhà tu nha. Chúng ta cố gắng là chúng ta đang ở trong vị trí công phu, để coi từ trước giờ mình công phu ở chỗ này, mình minh định có ra được cái chuyện mình biết niệm này nè là cái gì. Chứ từ trước giờ chúng ta hiểu lầm, chúng ta cứ nghĩ biết niệm là một pháp tu, chưa phải. Bây giờ ở nơi chúng ta nó có rõ ràng là có khi khởi niệm là chúng ta có cái biết. Khi khởi niệm là chúng ta có cái biết liền. Thì cái biết nó biết ngay khi vọng niệm khởi hay là vọng niệm tắt rồi nó biết. đó là vấn đề đó. Chúng ta phải phá được chỗ này chúng ta phải ra nè. Đó, thì ngay khi chúng ta khởi niệm, chính khi chúng ta khởi niệm đó thì có cái biết, hay là khi ý niệm khởi qua rồi chúng ta mới biết? Tu chúng ta phải tinh tế, chúng ta phải minh định từng chút một khi bắt đầu đi vào sâu trong tâm của chúng ta. Bởi vì nếu mà chúng ta không công phu thì những cái chỗ này là nói chuyện giống như là nghe cái chuyện ở đâu, chứ không phải cái chuyện bên ngoài. Nhưng mà thực sự đây là cái chuyện trong trí não của mình, chứ không nói chuyện dư nữa rồi đó. Đó, đạo Phật làm sao chúng ta phải thấy rõ tường tận mình trong những cái mảy may nhỏ nhiệm nhất, không được quyền lầm lẫn. Bây giờ chúng ta phải thấy làm sao chỗ này. Bây giờ niệm khởi lên chúng ta biết, cho nên tu niệm khởi thì liền biết, đúng không? Có cái pháp biết vọng, vọng khởi thì liền biết. Thì như vậy là cái biết khi có ý niệm khởi nó mới biết, đúng không? Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là khi, như hồi nãy mình phân tích đúng không, vừa có một cái pháp trần hiện ra thì có ý căn nhận biết, thì cái biết đó là cái biết của ý căn, đúng chưa? Chúng ta chưa ra khỏi ý căn để biết pháp trần. Thì vậy là vừa có cái niệm là chúng ta liền biết, vừa có cái niệm chúng ta liền biết, thì gọi là chúng ta biết vọng, là chúng ta tu theo pháp đó, tức là chưa ra khỏi căn và trần. Thì vậy là đâu có giải quyết được vấn đề. Cho nên là giữa ý niệm thứ nhất và ý niệm thứ hai á, quý vị thấy nó có dính lại không, hay là nó có khoảng trống? Nhìn kỹ cái khoảng trống đó tương đương với một ý niệm đang khởi, đúng không? Có ý niệm, có khoảng trống, có ý niệm, có khoảng trống, có ý niệm, có khoảng trống, nó liên tục như vậy. Và cái biết nó cũng theo đó mà nó biết. Khởi niệm lên nó biết, ý niệm lặn xuống nó lặn, nó biết.
Thì vậy là chúng ta thêm một cái nữa là gì? Chúng ta thêm một cái tầng mới nữa nè. Bây giờ chúng ta, nếu như chúng ta ngồi đó, chúng ta công phu, có ý niệm khởi lên biết, có ý niệm không khởi lên mình cũng biết. Thì chúng ta thấy là liền có, ngồi một hồi cái mình có cái cảm giác là ủa, nãy giờ mình không có công phu, mình bị vọng tưởng lôi rồi. Khởi một hồi, ví dụ như mình nghĩ cái chuyện mình về nhà, mà về nhà mình đi ra sớm mình thăm ai, mình đi thăm người này, thăm người kia, thăm người nọ, mà nói chuyện làm gì, mình hỏi một hồi, cái mình giật mình thức dậy, ủa nãy giờ mình không công phu, mình lo mình vọng tưởng không à. Nhưng mà thật sự khi chúng ta quên, gọi là lúc chúng ta quên công phu đó, thì chúng ta có biết không? Đó. Nhưng cái biết mà lúc chúng ta quên công phu đó đó, cái biết này nó hơn cái biết liên tục. Nói vậy là có nhiều người cự liền. Trời ơi, tôi chú ý dữ lắm tôi mới biết được ý niệm, mà bây giờ lúc quên công phu mới là biết thật. Tại sao? Tại sao quên công phu mới là biết thật của mình? Tại vì khi mình nghe cái pháp, ví dụ như ông thầy nói là con ơi, con bây giờ con về con tu nha, giọng khởi con biết liền nha, con biết cái con buông, con đừng có theo nha. Cái mình nghe ông thầy như vậy, về cái mình gán mình ngồi mình tập làm sao từng ý niệm khởi là mình phải biết, mình biết là mình không theo nó, ý niệm khác ngồi cứ canh trầm hầm như vậy, canh cái khởi niệm lên biết, cái không theo cái khởi niệm lên biết, không theo khởi niệm biết, không theo. Như vậy là cái mình lâu lâu gặp thầy nói con bây giờ con biết liên tục được, trong lúc ngồi thiền tiếng hồ con biết liên tục, 2 tiếng hồ con biết liên tục. Ông thầy cũng gật đầu khen, vậy là con tu tinh tấn rồi đó. Nhưng mà gì? Khi mà ông thầy đã dạy mình cái pháp gọi là biết không theo, thì mình đã nhận cái pháp biết vọng không theo của ông thầy, đúng không? Thì mình nương cái biết đó của ông thầy dạy mình để mình biết được vọng, thì đó là mình giống như mình cầm chiếc xe mình chạy, tức là mượn phương tiện để chạy, chứ không phải là mình là cái người đang cầm phương tiện đó, chứ không phải cái thật là mình. Cái thật là mình không có cần phương tiện mà mình phải biết. Thì vậy là mình sẽ tới một cái tầng mình biết mà không cần đối tượng. Thế chứ hồi nãy giờ cái biết có đối tượng, tức là cái biết thuộc căn trần là một cái tầng dưới. Bây giờ chúng ta bước qua khỏi cái trần để biết có đối tượng. Thế vậy là khi khởi ý niệm lên là chúng ta biết có ý niệm, là cái biết và cái ý niệm là hai, đúng không? Chúng ta gán nhận kỹ chỗ này, chúng ta có thể phá được cái gốc này. Như vậy là trong lúc mà chỉ có cái biết và có ý niệm, thì lúc đó vẫn còn có hai. Có nghĩa là còn ngã và còn pháp. Chỗ này còn ngã và còn pháp. Bây giờ chúng ta đứng ở một cái tầng không phải cái biết và cái bị biết nữa. Chúng ta đừng ở cái chỗ biết và chỗ bị biết. Chúng ta thả lỏng để cho rớt cái chú ý để biết và cái bị biết ra đi. Thì bây giờ chúng ta ở một cái chỗ mà cái pháp trần hiện ra và cái biết pháp trần hiện ra, chúng ta biết được hai cái này một lượt không? Tại vì nãy mình nói là mọi dưới ý niệm trước và ý niệm sau, chúng ta biết là nó luôn luôn có phản cách. Cho nên sử dụng cái công phu mà vọng khởi để biết là mình không bao giờ giải quyết được vọng niệm. Tại có phản cách, giống như bánh xe trước và bánh xe sau, khởi niệm nhiều thì cái biết nó chạy theo nhiều, khởi niệm ít cái biết nó liên tục, thì như vậy là nó không có giải quyết được. Bây giờ ở ngay nơi cái biết vọng niệm khởi, có nghĩa là chúng ta có cái biết và có vọng niệm khởi, chỗ này nó còn hai nè. Chỗ này chúng ta khéo léo để chúng ta thả cái sự chú ý mình, đừng có tập trung chú ý. Có nghĩa là chúng ta không sử dụng thần căn. Thấy chưa? Lúc này chúng ta buông cái căn của mình ra, cái căn biết, cái căn mà đang biết pháp trần của mình đó, chúng ta thả lỏng nó ra đi, buông nó ra hoàn toàn. Chúng ta có một cái thoáng giống như không có mình ở đây. Ai tới chỗ này đưa tay lên. Tức là bây giờ chúng ta buông ra cái chú ý để chúng ta biết cái ý niệm. Thấy chưa? Chỗ này nè, chúng ta phải thả lỏng nó đi, để chúng ta hoàn toàn không còn tập trung, không còn chú ý. Thậm chí cả nghe tôi nói chuyện cũng đừng thèm chú ý, thả lỏng đi, đừng hoàn toàn chúng ta không tập trung, không chú ý ngay chỗ này. Gọi là chúng ta tập buông thân căn ra một lần đi. Thả lỏng hoàn toàn để tự động mình có một cái thoáng mà không có mình ở ngay tại đây.
Được không? Chúng ta thả lỏng lần lần nữa đi, thả lỏng lần nữa đi. Làm sao mà mình ngang đây tạm biến mất? Chúng ta dùng cái từ là tạm biến mất cái quen thuộc cũ, cái nhận định, cái ghi nhận, cái nhận biết, dù là cái biết thầm thầm đi nữa, phải biến mất nó giùm một cái đi mới vô cửa này được. Còn nếu không là không có qua cửa thân căn này. Đó thì như vậy là trong một thoáng mà chúng ta có một cái cảm nhận hoàn toàn mất đi cả thân lẫn tâm, thì lúc này cái biết hiện tiền không thân căn hiện ra. Chỗ này đừng có dùng cái đầu để hiểu, bỏ luôn cái hiểu xuống nha. Bỏ luôn cái nhận định, nhận biết quen thuộc từ trước giờ, hay nói cái mình chấp nhận hoặc mình không chấp nhận, cái này là đúng, cái này là phải, cái này là sai, cái này là quấy, tất cả những cái đó thả lỏng cái này cho nó rớt xuống hết. Và cái chú ý để đang biết thân căn rớt xuống luôn. Cái người đang nhận biết thân tâm này, thả lỏng nó một cái đi. Chúng ta có dám rớt vô cái chỗ không thân căn hay không? Đủ sức để có thể vượt qua thân căn chỗ này hay không? Chúng ta buông đi cái buông thân, buông căn, tức là không còn cái buông của thân và không còn cái buông của tâm nữa. Thì lúc này cái hiện hữu đó đó, nó không phải là cái biết giống như trước vậy. Phút chốc này nếu mà chúng ta không có một cái biến chuyển, không có một biến mất thân tâm ngay tại đây, thì chúng ta không phá được cái gốc này. Đây là cái chỗ tháo gốc tận cùng mà Đức Phật muốn chỉ là phá được ngã và pháp. Thì nếu như một lần mình không mất thân thì cái ngã không phá được. Và cái phút mà mất thân đó thì pháp cũng mất luôn, tức là ngã pháp phút chốc này là không có. Nghe đây nghe mà không ngã không pháp. Ở đây chúng tôi có rất là nhiều người nói về cái chuyện công phu với chúng tôi tới chỗ này, thì chúng tôi đặt một câu hỏi rất nhẹ nhàng là đứng ngoài thân tâm nói một câu nghe đi. Đó. Ra nói liền, ra đi sẽ có một câu nói. Còn nếu còn kẹt trong này là nói cái gì cũng dính thân căn hết. Mà chỗ này không phá được thì không phá rút được. Đây là cái chỗ mấu chốt của Đức Phật muốn nói là mình phải phá cái nhân không và pháp không thật sự. Cái nhân tức là mình đã là không, cái pháp rằng nó cũng là không. Thì lúc đó mới gọi là chánh định của Phật dạy. Đức Phật tới đây nè, Đức Phật mới gọi là chánh định nè. Một cái phút chốc mà chúng ta rớt ra ngoài thân căn ngũ uẩn này. Hồi nãy giờ chúng ta đã bước từ từ bước đúng không? Thì cuối cùng còn cái biết và cái bị biết. Bây giờ chúng ta thả lỏng cái biết và cái bị biết ra nữa đi. Trở lại một lần nữa coi chúng ta ra khỏi không? Chúng ta hãy nghiêm túc với chính mình ngay phút giây này. Chúng ta đừng có buông lơi, uổng lắm. Những cái khoảnh khắc vàng này chúng ta đừng có buông lơi. Xem đây là một cái lễ mà phải nói là trọng đại nhất trong cuộc đời chúng ta. Một cái buổi lễ để chúng ta vượt thoát tam giới này là một đại lễ linh thiêng đang hiện ra tại đây, với tất cả sự chú trọng để phá vỡ thân căn để chúng ta rượt ra, chứ không phải chuyện nghe bình thường để rồi chúng ta hiểu rồi về chúng ta làm. Không phải như vậy nữa. Không phải chuyện đó. Chúng ta không chịu làm chuyện đó ngay tại đây. Ngay phút giây này, ngay khoảnh khắc này, chúng ta đừng có buông lơi, thả mất hết thân tâm. Thì quý vị liền cái khoảnh khắc đó, quý vị sẽ có một cái không phải thân tâm hiện hữu. Và lúc đó mọi cái đều hiện hữu như nó đang hiện hữu. Đó là cảnh giới mà Phật muốn nói. Cái cảnh giới mà tất cả mọi thứ nó hiện hữu như nó đang hiện hữu, nhưng mà không phải bình thường như bây giờ chúng ta tưởng đâu. Lúc này tất cả hoa, lá, cỏ, cây, vạn vật đều biến thành vàng rồng, đều biến thành hào quang rực rỡ ngay tại đây. Và đây là cảnh giới Phật. Không có cao thấp, không có trên dưới, không có trong ngoài. Bình đẳng pháp giới toàn chân đang hiện hữu. Đó là Phật cảnh giới. Còn nếu không chúng ta không phá được, không đạt được gọi là
Ở đây Đức Phật nói đó là chính định đà, và chỗ này cũng gọi là chứng được vô sanh pháp nhẫn. Tới đây mới gọi là chứng được vô sanh pháp nhẫn. Thật ra trong cái tinh thần của kinh điển, từ hệ thống nguyên thủy cho tới nơi đây, thì chúng ta phải đạt đến một thoáng ngã không. Thoáng đó, quý vị có một cái, nếu mà từ trước đến giờ mà chúng ta đã thử cái công phu mà trong giấc ngủ, quý vị sẽ thấy mình đi từ tỉnh rồi bắt đầu nó mê mờ, chúng ta bước qua cái ngưỡng ngủ một cái, chúng ta thấy nó có một cái thoáng giống như là mình tưởng tượng là mình đang đứng trên núi ha, hai cái chân chúng ta đang đứng dưới đất, có đất đứng rõ ràng, và một chân chúng ta bắt đầu bước ra khỏi cái đỉnh núi là chúng ta rớt vào cái khoảng không đó. Ai dám bước một bước ra ngoài cái khoảng không còn chỗ để mình đang đứng, đủ sức này chúng ta mới phá được. Còn nếu không, không chịu rồi, chúng ta không ra được. Chỗ chúng ta đang đứng là gì? Căn đang biết trần. Chỗ chúng ta đang đứng là gì? Tôi đang biết rõ từng ý niệm của mình. Chỗ chúng ta đang đứng là gì? Mình có một cái gì đó để mình nương tựa, mình nắm bắt, mình trụ. Thôi dứt tất cả những cái quen thuộc mà mình đã từng trụ, mình đã từng nắm bắt, mình đã từng biết hoặc là không biết, chỗ này buông ra đi. Quý vị dám ra khỏi cái chỗ biết và không biết quen thuộc của mình không? Làm sao để chúng ta ra? Chúng ta thả lỏng để chúng ta rớt, tưởng tượng như là một cái cành hoa đang giữa hư không mà rớt. Chúng ta phải cho mình rớt một cách tự tại, tự do, không có cái gì gượng lại. Cái phút giây này tan biến hoàn toàn mình, nhưng trong sáng rạng ngời, vượt ngoài thân căn thì không còn vẩn đục nữa. Lúc đó mọi hiện tượng rực rỡ, nhưng mà không có cái gì hơn cái gì. Một điều tuyệt vời, nếu lúc này để một viên kim cương ngay đầu cọng lá này thôi, thì viên kim cương không hề hơn cái đầu cọng lá này chút nào cả. Ta nói vậy là cha này cho điên rồi, không có biết phân biệt. Nhưng không phải, không phải điên. Vượt ngoài cái sự phân biệt thì pháp giới liền bình đẳng. Đó mới là cảnh giới thật mà Phật muốn chỉ ở đây. Còn nếu không, chúng ta cứ mãi ở trong căn trần, và chúng ta mãi mãi sẽ là phân biệt. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Tháo nổi gốc này không? Đó, gọi là thứ lớp. Thứ lớp có nghĩa là phá ngã. Ở đây Đức Phật nói là thoát khỏi cái pháp chấp. Thấy không? Đến nhân nó không rồi ha, rồi pháp nó là không, tức là ngã không thì pháp không. Cho nên thứ lớp ở đây có nghĩa là Đức Phật phá cái ngã của mình, là cái lớp thứ nhất. Và khi cái ngã hết rồi thì tất cả các pháp đều liền thành không, gọi là thứ lớp tháo gốc. Chứ không phải là tháo căn rồi nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt thân căn và ý căn, không phải tháo từng thứ lớp như vậy. Chúng ta nên hiểu, hiểu cái từ mà thứ lớp tháo gốc của Đức Phật. Thì ngay nơi cái thân căn ngũ uẩn này liền hiện tiền cái không quen thuộc. Mất đi cái gì đó mà nhận định cũ kỹ của mình đó. Ở đây chúng ta có một cái gì mới ngoài cái chuyện thấy biết hồi xưa giờ chưa? Trong cái khoảnh khắc này, ngay nơi cái khoảnh khắc hiện hữu này, mình hoàn toàn không còn biết giống như ngày xưa nữa. Nếu chúng ta buông thân căn, chúng ta sẽ có một cái sự rõ ràng. Cái rõ ràng này không có mình. Cái rõ ràng này không phải ở đây, không phải ở cái chỗ chúng ta đang ngồi. Quý vị sẽ thấy cái rõ ràng này nó không phải ở thân và ở tâm của mình. Khoảnh khắc này cái rõ ràng không phải thân tâm mình, mà là toàn pháp giới đang được mình rõ, tức là cái toàn tri đang hiện ở đây. Tất cả mọi cái đều hiện trong cái toàn tri, cho nên cái toàn tri đang rõ biết tất cả mọi cái. Cái toàn tri hiện này không phải là cái thấy sự vật, không phải là cái biết âm thanh, không phải là cái thấy hình sắc,
mà là tất cả âm thanh, hình sắc, mùi vị, tất cả mọi cái đều được nó rõ một lượt, không trước không sau, không phải là thân căn nữa, không còn cái ranh của sắc và âm thanh nữa, hoàn toàn mất. Nhưng rất rõ về hình sắc và rất rõ về âm thanh. Mà lúc đó nó không phải là cái rõ biết riêng của sắc và thanh. Chúng ta có cái gì đó, có cái cảm nhận gì ở chỗ này không? Có cái cảm nhận chỗ này. Nếu mà đi vào con đường công phu, chúng ta chưa có một lần qua chỗ này thì biết rằng mình chưa xong việc. Nên nhớ như vậy, cửa ngõ này không phá được thì không vào ngôi nhà Phật đạo được. Cho nên đây, tất cả những người tu, dù chúng ta nói là tu pháp gì, chúng ta tu thiền, tu tịnh độ, tu mật tông, tu đại thừa, tu tiểu thừa, tu nguyên thủy gì gì đó, nếu một lần chúng ta không phá nát được cái thân căn này thì biết rằng con đường tu tập chúng ta chưa xong. Đây là cái để có thể khẳng định được mình. Và phút chốc này có những cái thiền sư, những cái vị thầy nói là bây giờ đặt một câu hỏi là làm sao để biết mình ngộ được tự tánh. Nhớ một câu nói này là chắc chắn là chúng ta sẽ đặt ra. Khi hỏi một người kia nói là ngộ tự tánh thì cái lúc ông ngộ tự tánh ra làm sao, thì người ta sẽ diễn tả là vậy cái chuyện này, vậy chuyện kia, vậy chuyện nọ, vậy. Có nghĩa là mình có cái gì, có một cái dụng để có thể nói tự tánh là một cái gì nó trùm khắp pháp giới rồi. Thì nói một người ngộ tánh, một người nhận tánh, thì lấy cái gì để nhận? Thì người ta nói là gì? Lấy cái dụng của tự tánh để nhận tánh, có cái biết để biết về tự tánh, phải không? Lúc đó nếu chúng ta còn biết thì vẫn còn nguyên mình, nên biết điều này. Cho nên chết có nghĩa là hết biết. Nếu chúng ta thực sự không dám hết biết một lần thì người đó chưa thực sự chết. Hết biết của toàn thân căn này một lượt, thân tâm này một lần hết biết. Nhưng mà chỗ này ít ai dám gỡ tới. Vì sao? Vì một thoáng mất mình rất là hoang mang. Khoảnh khắc mà chúng ta sắp sửa tan biến á, có những người tu tới đây bị thụt lùi hàng ngàn lần chứ không phải là hàng trăm lần. Hàng ngàn lần đã tới cửa ngõ này rồi, thụt chân giống như đứng trên đỉnh núi rồi thò chân ra thấy rỗng rỗng không có dám bước, thụt chân lại, thò chân rỗng rỗng dám bước, thụt chân lại, và hàng ngàn lần trong đời tu tập của chính mình, người ta không có dám bước luôn. Không dám bước luôn. Giống như bây giờ chúng ta đứng trên cái cành cây và cành cây nó đủ để cho hai bàn chân mình đứng thôi. Bây giờ chúng ta đưa chân để chúng ta bước ngoài cái cành cây đó, dám không? Ai không dám vậy thì coi như chưa dám chết. Chưa dám chết. Và những cái khoảnh khắc vàng khi chúng ta chỉ còn hai cái dấu bàn chân để đứng thôi á, là một khoảnh khắc tuyệt vời cho chúng ta. Đó là mọi cái nó tắt hết rồi, căng với trần không còn để dính nữa. Mắt thấy sắc không dính, tai nghe âm thanh không dính, mũi ngửi mùi không dính, lưỡi nếm vị không dính, thân xúc chạm không dính, căng và pháp trần không còn dính nữa, thì đang ở trong cái cảnh giới không đó đó, trong cảnh giới không trống đó đó. Nhưng mà chúng ta vẫn còn ngầm nhận biết rằng mình đang ở chỗ không trống, và chúng ta trụ cái chỗ không thân không trâm này, trụ cái chỗ không trống này một thời gian được gọi là nhập định. Nhưng không phải, định đó chưa phải là chánh định. Chỗ này khi chúng ta nhận biết được rồi thì không còn trụ và xuất được đâu. Còn nếu chúng ta trụ cái chỗ mà không thân, không tâm, không ý niệm, không có căn để thấy trần, không có bất kỳ một cái gì xảy ra, thì mình nghĩ rằng đó là mình vô định, là mình đã chưa có đi đến cái định thật mà Đức Phật muốn chỉ ở đây. Vì lúc mà chúng ta chết thân căn này, chúng ta mới thấy rằng toàn pháp giới này rất là trật tự, rất là thanh tịnh, rất là yên lặng, rất là nhiệm màu, rất là sống động, chứ không phải chết lặng. Cái cuối cùng là rất là sống động, rất là linh hoạt, nhiệm màu, rất là rõ ràng, không lầm lẫn.
chứ không phải là một cái định chết lặng để mình gán trụ trong đó. Thì khi mà chúng ta đã chết thân căn này rồi thì chỗ đó không còn nói có chuyện trụ và không trụ nữa. Trụ cũng không được mà không trụ cũng không được. Vì sao? Vì lúc đó mình đâu còn đâu trụ. Mình phải chết đi mình mới tới cái cảnh giới gọi là vô trụ tánh, vô trụ tưởng. Chứ còn hiểu về vô trụ và sống bằng vô trụ theo cái kiểu nhận định đó là vẫn còn ở tầng ngoài. Cho nên chỗ này không nói chuyện trụ và không trụ, không nói cái chuyện đó nữa. Đó là cảnh giới mà ngã không và pháp không. Chúng ta phải tới được cái tầng này thực sự thì mới gọi là tháo gút theo cái tinh thần của kinh Lăng Nghiêm. Thì như vậy đây không phải là tiệm tu để mở từ cửa, không phải tiệm tu để mở từng cái. Nếu như tất cả những người học của chúng ta chỗ này mà chúng ta không giải quyết được thì thực sự là ổn. Chúng ta không thể bỏ qua chuyện này. Ngồi đây mà quý vị không giải quyết được, để một chút nữa mới giải quyết là không phải. Đừng có để chúng ta mất thời gian này. Khi mà chúng ta có duyên để ngồi tại đây, khi chúng ta đã có duyên đi sâu vào công phu trong bản kinh Lăng Nghiêm này, chúng ta phải đặt vị trí chúng ta là cái người đang tu. Không có khoảnh khắc nào mình không tu, thì đang ngồi nghe cũng là đang ngồi tu. Không có khoảnh khắc nào chúng ta không công phu. Cho nên lúc chúng ta nghe băng, chúng ta thuyết pháp, chúng ta đi bộ, đi kinh hành, ăn cơm, tất cả hành động đều ở trong công phu. Chúng ta phải sống trong công phu từng khoảnh khắc một của cuộc đời của mình, thì đúng mấy cái chỗ này chúng ta có thể phá vỡ được. Còn nếu không á, là chúng ta sẽ tập trung, mình mới trụ mình về, rồi mình cũng gán ngồi yên lặng, mình gán chú ý, rồi để tâm thanh tịnh, tất cả mọi cái là cái mà mình làm trong lúc mà rảnh rỗi, trong lúc mình ngồi thiền hoặc là trong lúc chúng ta ngồi niệm Phật, tất cả những điều đó nó mong manh lắm, nó không có đủ cái lực để phá mình ra. Nên nếu chúng ta nói là chúng ta bắt đầu tu tập thì mỗi tình huống đều phải để chúng ta ở trọn trong công phu. Chúng tôi dùng cái từ là ở trọn trong công phu, không ra ngoài đâu. Có khi người ta kêu mình tới cái tên mình bất chợt nhận biết nó bị ra ngoài, chứ đi đứng nằm ngồi gần như người ta ở trong đó. Và một cái điều kỳ lạ nữa là khi chúng ta một lần rớt vào cái cảnh giới này rồi, tức là một lần mà chúng ta bước ra ngoài thân căm rồi á, thì không có khoảnh khắc nào chúng ta không hòa tan ở trong hư không vũ trụ này. Thật ra họ sống ở trong cảnh giới mà vô ngã thì căn và trần không có. Mặc dù không có cái gì lầm lẫn với họ, nhưng mà trong lúc rõ biết đó không phải là căn biết trần, ra ngoài căn trần để biết rồi. Cho nên mỗi một lần mà tất cả những cái hình bóng, những cái âm thanh, nói chung là tất cả những cái gì mà nó có trong tam giới này, thì cái biết của mình rất là rõ ràng, không lầm. Nhưng mà cái đó không phải là thân tâm nữa. Và bây giờ chúng ta qua cái đoạn mới. Phá không nổi rồi. Phá không nổi, chúng ta qua đoạn mới. Quý vị gắng đặt mình trong tình huống đang sống trong công phu dùm. Khi mà gặp chúng tôi trong pháp hội này thì cái cơ may phá vỡ chúng ta mới lớn lên được. Còn không là nó mong manh lắm. Chúng ta thấy vậy chứ cái vỏ bọc, cái sự chấp trước của riêng mình á, mình thấy cái thân tâm mình nó dày lắm. Với một ý niệm, với một cái thời gian này không đủ sức để phá mình nổi, là biết mình còn cái vỏ bọc dày lắm. Chúng ta kháng tháo một số lớp nữa để chúng ta mong manh chút. Mình luôn luôn lúc nào mình có cảm giác là mất mình. Mình đừng bao giờ ở cái vị trí mình mạnh mẽ giống như hồi nào. Tất cả những cái thấy, cái nghe của mình á, là mình gán làm sao để cho mình mong manh lại. Vẫn nhận biết mọi điều, nhưng mà không khẳng định là mình đang thấy giống như ngồi đây, nhưng mà đừng có khẳng định là mình đang nghe. Mình là cái người đang ngồi nghe pháp, là mình tự tạo cái vỏ bọc cho mình. Bung cái đó ra đi. Để mình ngồi đây, nhưng mà mình tạm thời là không có cái người đang ngồi nghe. Mình thực sự mong manh khi âm thanh chạm tới là nó rõ vậy thôi. Chứ không phải là mình cố tình để nghe. Mình không phải là tập trung để nghe đây nữa. Thả lỏng ra luôn, buông thư đi, nhẹ nhàng. Rỗng rang, rõ biết, hiện tiền. Thì càng lúc mình càng mong manh, thì trong cái thấy của mình là thấy. Chứ đừng có khẳng định là tôi thấy. Đừng có khẳng định là tôi nghe.
Đừng còn cái đó nữa, đừng có tạo cho mình cái vỏ bọc trong lục căn khi tiếp xúc lục trần, đừng có tạo vỏ bọc cho mình, đừng có tạo rào cản cho mình. Phải để mình tất cả mọi cái đều hiện hữu mà gần như nó không có còn có cái khẳng định, cái khái niệm, cái định nghĩa, cái định lý, cái đúng, cái sai. Nhưng bây giờ sống giữa cuộc đời này của mình thả lỏng, mình sống mình không đúng, không sai, người ta nói mình giống như ba trợn vậy đó. Người ta không chấp nhận mình. Nên nếu chúng ta không rớt vào một cái tầng đoạn tâm thức này, khi mà chúng ta công phu á, càng đi sâu vào công phu chừng nào, chúng ta sẽ nhẹ đi cái khẳng định, cái khái niệm, cái phủ định trong cuộc đời này nhiều lắm. Cái đúng cái sai hồi xưa với mình là một cái gì nó quyết liệt lắm. Ví dụ nha, ví dụ một chuyện nhỏ thôi, mình là mình học, mình hiểu cái giá trị của cái việc nhai cơm thôi nha. Nhai cơm mà cái miệng mà hở môi mình ăn mà chép chép ăn lên tiếng là nó đều rất là xấu. Mình kỵ cái đó ghê lắm. Và khi ngồi gần ai mà nhai cơm nghe cái miệng cà chép mình khó chịu lắm. Ví dụ vậy, một ví dụ nhỏ thôi. Nhưng mà càng lúc cái chuyện đó với mình nó không còn quan trọng. Thật sự không quan trọng. Họ có nhai kiểu nào cũng là cái chuyện của họ đang nhai chứ không có dính gì với mình hết. Mình thật sự phải phá đi những cái này. Cái đúng cái sai của thiên hạ không phải là mình không biết, nhưng mà thật sự không có dính gì với mình hết. Và phải tạo một cái tình huống không còn dính duyên cảnh trong mọi thời mọi lúc đó. Thì lúc nào chúng ta cũng hiện hữu trong cái rõ biết hiện tiền mà không có cái gì hết á. Và cái rõ biết hiện tiền đó nó phải từ từ phải phá được cái mình đang rõ biết này. Làm sao chúng ta phải nhận ra được là mình biết bằng căn, đang biết bằng căn và chúng ta đang có trần. Chúng ta phải nhận rõ ra điều này của chính mình, tức là mình đang biết ý niệm, tức là vẫn còn căn trần. Mình đang biết âm thanh, vẫn còn là căn trần, tức là còn hai. Thì bây giờ là phải làm sao ra khỏi cái hai bên này. Đó, chúng ta phải tập làm sao để cho mình tháo gỡ những cái vướng này từ từ. Thì làm sao đến một cái đoạn mà như hồi nãy mình nói là mình ở cái chỗ là không còn hai bên. Mà cái khoảnh khắc không còn hai bên đó là chuẩn bị tan biến ngã. Còn nếu còn hai bên là vẫn còn có mình rất rõ ràng. Cho nên từ cái gốc mà thấy có mình, nó mới sanh ra lục căn, nó mới có lục trần. Mình phải phá được cái này thì căn trần chúng ta mới mất. Và căn trần mất tức là ngã pháp mất. Phải một lần một hành giả tu tập đạt tới cái cảnh giới này thực sự thì chúng ta mới ra khỏi sinh tử. Chứ nếu không là sinh tử rất khó phá. Không được như vậy thì lấy gì để ra? Tại vì còn căn còn trần tức là còn mình, còn ngã còn pháp, còn ngã còn nhân, còn chúng sanh, còn thọ giả, tức là còn tứ tướng. Thì vậy là chúng ta cũng bị vướng trong tứ tướng để chúng ta lẩn quẩn tiếp tục thôi. Đến cái mục thứ tư gạn hỏi đại chúng về chỗ viên thông. Ở đây tháo gút rồi, chúng ta sẽ bước qua một cái tầng nữa gọi là viên thông. Trình bày chỗ ngộ xin chỉ dạy căn viên thông. Ở đây rất là nhiều đoạn mà các vị thánh đệ tử Đức Phật bắt đầu trình cái chỗ ngộ, chỗ đến của mình. Rồi cuối cùng chọn ra một cái căn viên thông. Và trong đoạn này là chúng ta sẽ học tới cái chuyện nhĩ căn viên thông mà rất là nhiều cái người tu tập đã bị lầm trong cái đoạn này. Thì chúng ta sẽ học tới cái đoạn khác. Giờ tháo gỗ không ra, bây giờ chúng ta bắt đầu chọn căn viên thông để chúng ta tu tiếp. Ông Anan và đại chúng mong chờ được Phật khai thị, tuệ nhãn được viên dung thông suốt, không còn những điều nghi hoặc. Đồng thời chắp tay đảnh lễ nơi hai chân của Đức Phật mà bạch Phật rằng: chúng con ngày hôm nay thân tâm sáng suốt, vui sướng vô ngại, song tuy nhận biết cái nghĩa một và sáu không còn, nhưng vẫn chưa rõ thấu căn tính bản lai viên thông. Bạch Thế Tôn, bọn chúng con đã trôi nổi bơ vơ trong nhiều kiếp, ngờ đâu được dự vào dòng suối của Phật, dòng giống của Phật, khác nào đứa con mất sữa được gặp mẹ hiền. Nếu nhân nơi cơ hội này mà được thành đạo, chỗ bản ngộ phù hợp với đạo lý vi diệu đã được nghe, thì cùng với người chưa nghe không có sai khác. Cú ngôn mong Phật mở lòng đại bi, ban cho chúng con pháp bí mật diệu nghiêm, thành tựu lời dạy cuối cùng của Như Lai,
Nói lễ rồi năm vóc gieo xuống đất, lui về an trụ nơi cơ cảm sâu nhiệm, trong mong Phật thầm truyền cho. Bắt đầu tới một cái tầng câu hỏi quan trọng. Chứ mình nghĩ là khi mà mình không có ngộ mà mình có gì coi như là tìm được căn viên thông thì thật sự cũng khó. Nhưng mà ở đây á, A Nan và đại chúng bắt đầu quỳ bạch Đức Phật sau khi đã nghe Đức Phật là nói tới cái chỗ lục căn hữu dụng rồi, đã phá được mấy cái rút rồi. Tức là A Nan cũng như đại chúng đã tới một cái tầng như hồi nãy giờ mình nói là lục căn hữu dụng rồi, chứ không phải là chuyện bình thường nữa. Thì vậy là sau đã nhận biết được cái nghĩa một và sáu nó không còn, tức là một và sáu nó đã dung thông với nhau rồi, nhưng vẫn chưa rõ cái thấu rõ cái căn tánh bản lai viên thông. Bạch Thế Tôn, bọn chúng con đã trôi nổi bơ vơ trong sinh tử, vân vân. Tức là bây giờ khi mà đã thấy một và sáu nó không phải là khác nữa. Ví dụ mình nhận tới đâu gọi là nhận một và sáu không khác nè. Chúng ta phải kiến giải chỗ này. Nơi chúng ta có một cái nó không có khác nhau ở mắt, tai, mũi và lưỡi. Chúng ta có cái đó không? Chúng ta ngầm ngầm nhận ra cái đó của mình không? Khi nhận ra được cái này thì mới là một và sáu không khác. Bây giờ ví dụ nha, cái gì cứ mở mắt nhìn thẳng trước mắt đi để thấy tất cả hình sắc, đúng không? Rồi bao nhiêu âm thanh quý vị đang nghe? Hai cái này thôi. Hai cái này thôi, quý vị có tìm ra được cái không ranh giới của hình sắc và âm thanh không? Để sáu nó không phải là một, một không phải là sáu, nó là dung thông vô ngại. À, bây giờ nè, âm thanh vừa hiện ra quý vị rõ, đúng không? Và cái hình sắc hiện ra trước mắt chúng ta rõ. Bây giờ chúng ta tạm thời quên đi con mắt đang rõ hình sắc đi, tạm thời quên lỗ tai đang nghe âm thanh đi, đúng không? Cố gắng chúng ta quên được cái này đi, để chúng ta ở cái vị trí là đang rõ thôi. Cái rõ đó không phải là con mắt, không phải là lỗ tai, đúng chưa? Lục căn hữu dụng chỗ này. Cái rõ đó không phải là con mắt, không phải là lỗ tai, nhưng mà cái hiện ra nó rõ. Nó rõ chưa phải là hình sắc. Cái rõ biết nó còn không phải là âm thanh. Có một cái rõ đang rõ hình sắc và âm thanh, nhưng mà cái rõ hình sắc không phải khác với cái rõ âm thanh. Khi nào chúng ta nhận ra được cái này thì là lục căn hữu dụng. Như quý vị thấy khác không? Bây giờ chúng ta trở lại đi, trở lại nè, bây giờ là mọi cái trước mắt chúng ta đang rõ, mọi âm thanh chúng ta đang rõ, không nói thêm cái gì dư ngoài cái chữ rõ là thôi nha. Chúng ta ở cái chỗ rõ này để chúng ta rõ hình thức và rõ âm thanh, đúng không? Ngay cái khoảnh khắc rõ một lượt giữa hình sắc và âm thanh, chúng ta thấy có một cái kẽ hở, có một khe hở, có một cái gì khác biệt không? Khác không hay giống? Giống hay khác? Sao người lắc đầu gãi đầu? Ở cái chuyện này là cái chuyện bên trai trước mắt mà rõ ràng bây giờ là giống hay là khác, trả lời đi, chứ giống hay khác, để chúng ta biết rằng cái một không phải là sáu, một và sáu không khác nhau. Thực sự nói sáu nhưng mà không phải là sáu. Ai mà nhận được cái không khác giữa cái rõ hình sắc và âm thanh thì cái đó được tạm thời gọi là thấy tánh. Lúc đó lục căn hữu dụng cửa ngõ này chúng ta phải qua cái đấy. Thì ở đây A Nan đã vui sướng, tức là chúng con ngày hôm nay thân tâm sáng suốt là vui sướng được vô ngại rồi. Thấy chưa? Trình kiến giải là ngày A Nan đã bắt được vui sướng vô ngại rồi. Xong tuy cái nhận biết cái nghĩa một và sáu không còn nữa. Một cũng không còn mà sáu cũng không còn, không phải một mà không phải sáu chỗ này. Vì mình thấy còn có mắt khác với lỗ tai là còn sáu rồi, đúng không? Vì mình phải phá cái sáu này bằng cách là giữa cái nhận biết hình sắc và cái rõ biết hình sắc và cái rõ cái âm thanh này, nó không phải là hai cái đó. Hai cái thôi, không cần nói nhiều, nó tự động mấy kia nó tan biến rồi, để mình qua được cái cửa căng trần. Có ai thấy nó không khác không? Hay là thấy khác?
Đó là làm sao mà chúng ta phải thấy được cái rõ, cái cảm nhận. Chúng ta dùng cái từ dễ biết hơn là cái cảm nhận về hình sắc và cái cảm nhận về âm thanh, không phải là hai. Thì chúng ta sẽ biết, chúng ta liền có cái cảm nhận là lục căn này nó đang không phải là sáu. Nó chỉ có cái rõ đó thôi, chỉ có duy nhất cái rõ biết đó thôi, là chúng ta đã phá được cái sáu. Phá được cái sáu thì mới nói tiếp. Thì ở đây ngài A Nan đã vui sướng được vô ngại rồi. Khi mà được như vậy thật sự là vô ngại, tại căn trần nó đâu có còn nữa đâu. Biết được như vậy là tan nát căn trần liền, thì mới thực sự là vô ngại rồi. Nhưng mà vẫn chưa rõ thấu được căn tính bản lai viền thông. Cái câu hỏi này nó hơi có một chút, nếu mà nhìn ở một cái chuyên môn á, thì câu nói này nó có một cái gì đó chưa có trơn tru lắm. Chưa trơn tru. Theo chúng tôi câu hỏi này không trơn tru. Chúng tôi không hiểu sao lại có cái lối lý luận này. Tại vì thực sự mà khi mà mọi người đã một và sáu không còn á, thì không nói tới cái bản thấu là căn tính. Không nói tới cái tính nữa. Căn tính vốn viên thông. Nhưng mà gì á, sợ rằng cái lợn cợn trong tâm thức của cái người đọc bản kinh này, sợ chúng ta sau này tu chúng ta còn lợn cợn, chúng ta chưa thông. Cho nên ngài đặt một câu hỏi để quét sạch cái chuyện có và không của mình, để mình thực sự hòa nhập trong cái toàn ti, chứ không còn là căn tính, không còn là căn trần, không còn là tánh tướng ở đây nữa. Đây là một câu nói mà, đây là một cái đoạn mà chúng ta, khi mà chúng ta nhận biết được chuyện này rồi, là chúng ta hoàn toàn không còn tánh, không còn tướng, không còn ngã, không còn pháp, bước lên cái tầng đó. Có nghĩa là khi một phen mà ngã pháp thành không rồi, thì chúng ta đứng ở cái vị trí ngã pháp đó, chúng ta bắt đầu soi thấu hết mọi điều nha. Gọi là đứng ở vị trí đó, ở nơi vị trí đó mà chúng ta sẽ nhận ra được, chúng ta sẽ thấu suốt được là từ xưa giờ nó viên thông, chứ không phải ở đây để tu tập được viên thông. Thì đây Đức Phật lý luận để chúng ta rớt vào cái tầng vô viên thông vô ngại thật sự của một hành giả đang rớt vào cái cảnh giới ngã không pháp không, tức là phá được lục trần lục căn hồi nãy. Thì chúng ta hiểu rằng cái câu hỏi này là câu hỏi gần như gạn lại, nhờ Đức Phật gạn lại cái thấy biết của tất cả những hành giả đã một phen căn trần không còn dính nhau. Chúng ta phải hiểu cái ý đó, chứ đừng nghĩ rằng tại sao một phen căn trần không còn nữa rồi, lục căn 1 và 6 nó không còn rồi, tức là cái cảnh giới ngã và pháp không rồi, mà lại không nhận biết được cái căn tính bản lai viên thông sao? Nếu mà thực sự người đó hỏi câu này thì biết rằng người này cũng chưa có một lần lục căn hữu dụng. Nhưng mà đây là một câu hỏi đặt ra để gạn lại cái thấy nhìn, tức là khi mà một người rớt vào trong cảnh giới đó rồi á, quý vị mới thấy một điều kỳ lạ là họ sẽ soi gọi lại tất cả những cái thấy biết của mình. Giống như bây giờ á, ở trong bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sau cái phẩm hiện bảo tháp, thì quý vị thấy là cái phẩm Đề Bà Đạt Đa là cái người tu nghịch hạnh, rồi Long Nữ có thể thành Phật trong tức thời, rồi tất cả những cái chuyện khác xảy ra trong sau cái bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị nghe thấy. Có nghĩa là khi mọi người đã thấy tánh, thì bằng cái thấy đó, tức là khi mà bảo tháp hiện ra rồi, tức là người đó ở trong chân trời tự tánh, họ bắt đầu nhìn cái này thì cái này nó cũng thành Phật, nhìn kia cũng thành Phật, nhìn cái nọ cũng thành Phật. Nhưng mà cái nhìn thành Phật của các vị đó ở trong trần đó thì nó tạo thành một cái đoạn là Đề Bà Đạt Đa, cái đoạn đó là cái đoạn của Long Nữ, ví dụ vậy. Thì ở đây là cái người ngũ quẩn giai không một lần, một người lục căn vô ngại rồi, thì nhìn cái viên thông, cái bản tính, cái căn tính xưa nay viên thông. Nhưng tạm gọi là A Nan hỏi Phật, nhưng mà thực sự là họ bằng cái chỗ họ đang đứng bắt đầu họ nhìn thì mọi cái thành viên thông. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Thì cái đoạn sau là lý luận ở cái chỗ của một người đứng vị trí mà sáu căn không còn, để sống bằng cái viên thông vô ngại trong cái thấy biết của mình. A Nan lý luận là đây con có cái cơ hội được ở trong pháp hội này, và ở trong pháp hội này được nghe đạo lý vi diệu, thì cùng với người chưa nghe không có sai khác. Ngài muốn là khi mà viên thông vô ngại rồi á, thì đời sống của mọi người đang ở trong cái cảnh giới Phật đạo này với mọi người chưa nghe không có khác nhau cái gì, tức là hòa nhập trong cái pháp giới này
mà biến pháp giới này thành đạo lý mới là một điều tuyệt vời. Chứ còn nếu mà vô ngại với chính mình không mà pháp giới này chưa thành đạo thì nó cũng chưa có gì hay lắm. Và cuối mong Đức Phật ban cho chúng con cái pháp bí mật diệu nghiêm. Đây là cái đoạn mà hết sức là quan trọng của cái Lăng Nghiêm rồi. Tức là cầu Phật ban cái bí mật diệu nghiêm thành tựu lời dạy cuối cùng của Như Lai. Tức là chỗ cùng tột của Đức Phật muốn nói. Đến giai đoạn đoạn 7, đoạn 2 của cái đoạn này, gạn hỏi trong đại chúng. Khi đó Đức Thế Tôn bảo khắp các vị Đại Bồ Tát và các hàng lậu tận A-la-hán trong chúng rằng: các ông là những vị Bồ Tát A-la-hán sinh trong Phật Pháp đã chứng quả vô học. Nay tôi hỏi các ông, lúc ban đầu khi mới phát tâm trong 18 giới ngộ được viên thông ở giới nào, và do phương tiện gì mà được vào Tam Ba Địa, tức là được vào chánh định. Đoạn 3, do thanh trần chứng được viên thông. Ông Kiều Trần Như và 500 vị tỳ kheo liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Đức Phật mà bạch Phật rằng: khi con ở Lộc Uyển và nơi Kỳ Viên xem thấy Đức Như Lai khi mới thành đạo, chúng con do nghe pháp âm của Phật ngộ pháp tứ đế. Phật hỏi: trong hàng tỳ kheo thì con được gọi là nhận hiểu trước tiên. Như Lai ấn chứng cho con tên là A Nhã Đa. Đi sâu vào bản giác, vào bản tính nhiệm màu của âm thanh mà được viên dung sâu kính. Con do âm thanh mà được quả A-la-hán. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng được của con âm thanh là hơn hết. Tức là ông Kiều Trần Na, chỗ khác gọi là ngài Kiều Trần Như, thì khi ở vườn Lộc Uyển được Đức Phật, được nghe Đức Phật thuyết bản kinh Tứ Diệu Đế, là ngài Kiều Trần Như ngộ và chứng quả A-la-hán, là người đầu tiên trong hàng đệ tử Đức Phật. Khi Đức Phật giáo hóa trên lộ trình mà sau khi Đức Phật thành Phật á, thì cái pháp hội đầu tiên cho cái người ở mảnh đất Ấn Độ nghe là pháp hội tại vườn Lộc Uyển và giảng Tứ Diệu Đế, thì ông A Nhã Kiều Trần Như ngộ đạo. Thì vậy là khi nghe âm thanh mà được ngộ đạo, tức là bằng cái cửa âm thanh mà vào, do âm, do thanh trần mà chứng được viên thông. Thì đối với ngài A Nhã Kiều Trần Như, âm thanh là hơn hết, không? Thì chúng ta đọc đoạn này để chúng ta mở trở lại, để chúng ta đi sâu vào trong á. Chúng ta không có bị ngộ nhận khi chọn cái căn viên thông. Tức là trở lại vấn đề hồi nãy là một người mà đi vào cửa đạo thì nhiều, rất là nhiều cửa ngõ, thì ngài A Nhã Kiều Như cũng là một trong những mở những cái cửa đó cho chúng ta thấy là bằng cái cửa âm thanh mà có thể ngộ đạo. Có người đó là bằng cái cửa khác, thì lần lần chúng ta sẽ thấy. Như ở đây chúng ta muốn nói một điều là khi đứng cái vị trí mà lục căn hữu dụng rồi thì họ soi qua thanh trần, thì thanh trần là gì? Là viên thông vô ngại, đúng không? Chúng ta nên hiểu như vậy để chúng ta đi sâu phần trong sẽ ra một cái căn viên thông. Đoạn 4, do sắc trần chứng được viên thông. Ông U Bani Sa Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật mà bạch Phật rằng: con cũng thấy khi Phật mới thành đạo, do con quán tướng bất tịnh mà sinh tâm nhàm chán xa lìa, ngộ được thật tính của các sắc. Do từ quán tướng bất tịnh đến tướng xương trắng và tướng vi trần đều tan về hư không, cả hai cái không và sắc cũng không, thành tựu đạo vô học. Như Lai ấn chứng cho con tên là Ni Sa Đà. Sắc của trần cảnh đã hết, sắc của tinh diệu được mật viên. Con do sắc tướng mà chứng A-la-hán. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng được của con do hình, do sắc trần là được hơn cả. Vị U Bani Sa Đà này á, là một vị đệ tử trong hàng đệ tử lớn của Đức Phật. Thì lúc đầu ngài tu tập và ngài bắt đầu quán hình sắc. Ở đây dụng từ là ngài bắt đầu ngài quán cái thân bất tịnh, đi vào công phu bằng cách quán thân bất tịnh.
Tức là này nó bắt đầu nó dính tới gì? Tứ niệm xứ đúng không? Cái thân bất tịnh. Và khi quán thấy cái thân bất tịnh này, đầu tiên là ngày gọi là xa lìa cái thân này, chán cái thân này. Thân này bất tịnh là nó từ mắt, rồi nó chảy nước mắt, rồi chảy nước gàn, lỗ tai, rồi có cái mùi thúi, lỗ mũi chúng ta chảy nước ra cũng không quá thơm, rồi cái miệng chúng ta ngủ thức dậy không súc miệng thì nó cũng không quá thơm đúng không? Ngồi mà nước các lỗ chân lông chảy ra nó cũng không có thơm, và cái nước đường tiểu tiện nó cũng không có thơm tho gì. Tất cả những cái gì mà được tiết ra lên thân này đều là bất tịnh. Rồi cái thân này nó sống một thời gian, bắt đầu tới nó già, bắt đầu nó chết rồi bắt đầu thân rồi bắt đầu nó rã ra thì nước bắt đầu nó chảy ra, nó có mùi hôi thối, rồi thân thịt bắt đầu rã ra có mùi hôi thối vân vân. Thì phải quán tới một lúc vừa chán thân rồi bắt đầu quán thân bất tịnh rồi bắt đầu mới thân này nó rã tan ra thì chỉ còn cái gì, còn cái đống xương trắng phải không? Đống xương trắng là bị con quạ ăn diều nó ăn vân vân, người ta mới gom cho tôi đốt. Tức là quán cái thân này rã chỉ còn xương, và sau khi cái xương trắng đó rồi và bị người ta lấy đốt thành tro, tức là thành vi trần, là tất cả cái thân này đều biến thành vi trần. Rồi tiếp tục là quán tu tập tiếp để tất cả vi trần này nó trở thành hư không. Thì vậy là người này đã chứng được cái sắc nó không, sắc không. Thì đối với vị này khi mà thành tựu được cả hai, cái không và cái sắc á, khi mà cái sắc nó là không thì nó sẽ không có cái không. Thành ra người này chứng được cái sắc và cái không nó là không luôn. Thì khi mỗi người mà có sắc có không nó là không rồi thì thành tựu đạo vô học. Tức là một phen phải ra được hai bên. Nên đây cũng là một cái pháp tu và một cách dụng công của một vị đệ tử lớn của Đức Phật. Thì vậy là khi chứng được đạo vô học rồi, được Đức Phật ấn chứng, tức là lúc đó Đức Phật thấy cái người này tới vị trí này, Đức Phật liền thọ ký. Nên chúng ta thấy một cái điều phúc đức cho các vị mà khi ra đời gặp Phật, mỗi một cái lần công phu biến chuyển sẽ được Phật thọ ký đến vị trí nào rất rõ ràng. Khi chứng A-la-hán sẽ được Đức Phật xác nhận là chứng A-la-hán. Và vị Upadisada này xác định với Đức Phật, khi Đức Phật nói tới cái chỗ viên thông vô ngại, tức là cái chỗ tu tập chứng đắc á, đại khái là dùng cái từ đó dễ hiểu, thì Ngài thấy rằng sắc trần dễ tu hơn hết, không? Dễ tu để có thể chứng thành Phật quả sau này. Tức là chúng ta bắt đầu thấy là từng người phá từng căn một, không? Ngài A Nhã, Ngài Kiều Trần Như, Kiều Trần Na thì phá là thanh trần. Thì bây giờ Ngài Upanishada là phá sắc trần. Bây giờ tới một vị nữa là do hương trần chứng viên thông, rồi bắt đầu phá hương trần. Ông Hương Nghiêm đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật mà bạch Phật rằng: Con nghe Đức Như Lai dạy, phải quán sát kỹ các tướng hữu vi, khi ấy con từ giả Phật đầu hôm đến ngồi thiền yên lặng nơi thành trai, thấy các thầy tỳ kheo đốt trầm thủy hương, mùi thơm lặng lẽ bay vào trong mũi con. Con quán mùi thơm ấy không phải là gỗ, không phải là hư không, không phải là khói, không phải là lửa. Đi ra không dính vào đâu, đến cũng không từ đâu, do đó mà ý niệm phân biệt tiêu diệt, tái phát minh tính vô lậu. Ý niệm bị tiêu diệt, phát minh tính vô lậu, Như Lai ấn chứng cho con hiệu là Hương Nghiêm, tướng hương tiền trần bỗng diệt, thì diệu tính của hương là mật viên. Con do Hương Nghiêm mà chứng A-la-hán, Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của con Hương Nghiêm là hơn hết. Tới cái căn thứ ba là căn mũi của mình, thì cái vị này được Đức Phật xác chứng và thọ ký cho tên là Hương Nghiêm. Thì chúng ta thấy là cái lúc mà vị này bắt đầu công phu nè, tức là lúc mà Đức Phật kêu quán sát các pháp trần, thì vị này kiếm một chỗ thanh tịnh để bắt đầu ngồi tu tập. Và lúc đó các vị tỳ kheo đốt trầm thủy hương, tức là một loại hương trầm rất là thơm, mùi thơm đó lặng lẽ bay vào trong mũi. Thì vị này trong lúc đang tu tập để quán pháp trần á, quán mùi hương, thì vị này quán như thế này: mùi hương ấy không phải là gỗ, đúng không? Phải chính xác không? Tại cái gỗ khi chưa đốt nó không có tạo mùi hương này, mà khi đốt cháy rồi thì nó thành khói. Khói này thì chắc chắn là không phải gỗ rồi,
ha. Thứ nhất là ngày quán sát mùi hương nó không phải do gỗ nè, không phải là hư không. Hư không rúng nó không có mùi hương, hư không là một cái rỗng nó không có mùi hương, mà nó cũng không phải là khói. Nên chỗ này chúng ta hiểu nữa không? Chứ khi mình quán nó không phải là gỗ rồi, không phải là hư không, nó cũng không phải là khói. Tại vì khói nó là một cái gì nó vốn nó hiện có, nhưng mà cái này là do đốt gỗ, cái gỗ nó cháy thì nó bay ra cái mùi hương đó. À, thì vậy là khói không phải là cái gì nó sẵn có, mà là do lửa đốt cái cây. Cho nên khói nó không phải là cái gì cố định, nó không phải nó là mùi hương. Nếu khói như tất cả các khói khác thì nó cũng không có mùi hương, mà khói này do đốt cái gỗ này nó mới có cái mùi đó. Thì khi cái gỗ này nó cháy, nó bốc lên cái mùi đó, thì nó có những cái cận bay ở bên trong hư không, thì chúng ta tạm gọi nó là khói, nhưng thật sự nó không phải là khói. Và nó không phải là lửa. Lửa nếu mà đem nó đốt một lá khác, nó cũng không kể có mùi hương này. Mà nhờ lửa đốt đúng cái cây đó, cho nên mùi hương nó tạo ra. Mùi hương nó tạo ra thì không phải là cây, không phải là khói, mà không phải là lửa. Mà nó nhờ lửa đốt được cái cây đó, nhờ cái cây đó nó cháy nó mới tạo ra cái mùi đó, và mùi đó nó bốc cái mùi khói lên tới cái lỗ mũi mình. Tức là quan sát từng cái một thì nó không phải, đúng không? Nó không phải là gỗ, nó không phải là khói, nó không phải là lửa. Và đi ra, một cái điều rất là hay nè, đi ra không dính vào đâu. Khói khi nó bốc lên nó có dính vào đâu không? Nên mình phải thấy thật, giống như bây giờ mình nhìn mây trên trời vậy đó. Mây cái bay lên là lãng trên trời, nhưng mà nó không dính vào đâu hết. Và đến nó cũng không có đến đâu, nó bay nó chỉ là bay thôi chứ nó không có mục đích để đến. Hai cái khẳng định này nó hết sức là quan trọng trong công phu. Tức là khi mình quan sát mọi điều mình mới thấy rằng nó không đi đâu, nó không về đâu rồi. Do đó mà ý niệm phân biệt tự tiêu diệt, phát minh tính vô lậu. Tức là khi quan sát cái pháp trần mà mình đạt tới cái chỗ không đi đâu, không về đâu, không đến, không đi, không lấy, không bỏ, không phải có, không phải không, không phải đúng, không phải sai, không phải ngã, không phải pháp, thì đạt tới vô lậu. Thế là khi mà một phen mà quan sát cái khối hương đang bay với mình mà khẳng định được, thấy biết được, chứ không phải là khẳng định do cái quân tập, cái kiến thức nữa, mà cái cảnh giới công phu một người hành giả đang theo đuổi cái mùi hương, thì thấy mùi hương lơ lơ lửng lửng bay tới mình, rồi em thấy mình nó không phải là tới để cho mình ngửi, mà tại vì nó bay ngang mình nhận được cái mùi thôi. Chứ không phải là mục đích nó bay tới cho mình để mình ngửi đâu. Như vậy là nó đi ngang mình có hối giữ được nó. Và nó cứ bay vậy, khi nó xuất ra nó không có đi đâu hết đó. Nó không có dính chỗ nào, dù mình muốn hít vô sâu để cho mình dính, nó cũng không có dính được. Và rồi nó đi, nó cũng không có chỗ để đi, thì nó lơ lơ lửng lửng trong hư không gì nó mãi như vậy. Thì khi nào mà mình đối với cái trần cảnh, đối với tất cả mọi duyên mà mình, và đối với cái thân mình, mình thấy rõ ràng trong cái đời sống cái gì nữa hiện tại mình, nó không có đi đâu, nó không có dính ở đâu, nó không có về đâu, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự không lấy không bỏ của chính mình. Và khi nào một người hành giả mà đạt tới một cái cảnh giới mà tâm mình không lấy được không bỏ được, thì lúc đó coi chừng là chớ đến cái cảnh giới ngộ đạo. Còn dụng công mà chúng ta thấy lấy cái được cái này, chúng ta bỏ được cái kia, thì rõ ràng là chúng ta còn bị vướng lại. Thật ra đối với cái vị này thì cái mùi hương là hơn hết. Tức là tới cái căn thứ ba mà chúng ta thấy là mùi hương là viên thông. Thì mọi cái mùi ngoài cái mùi trầm thủy hương ra là tất cả các mùi khác cũng vậy. Bây giờ chúng ta ngồi tại đây, lỡ nghe cái mùi gì đó nó thoáng qua lỗ mũi mình, mà mình ra có cảm giác thích, như là chúng ta thấy nó thơm, chúng ta thích, thì chúng ta có giữ được không? Không được, không cách nào chúng ta giữ được. Và cũng không cần chúng ta phải bỏ, tại vì nó vốn là nó đi vậy thôi, nó không có chỗ tới và nó không có chỗ trụ. Chúng ta muốn dính nó là dính không được, chúng ta muốn dừng nó là dừng không được, nó vốn là như vậy rồi. Thì như vậy chúng ta sẽ nhận được cái tính vô lậu. Do vị trần chứng được viên thông, hai vị pháp vương tử Dược Vương và Dược Thượng và 500 vị Phạm Thiên trong hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật mà bạch Phật rằng: Con từ kiếp vô thủy làm lương y ở thế gian, miệng thường nếm cỏ cây vàng đá, tức là nếm cỏ, nếm cây, nếm vàng và nếm đá. Trong cõi Ta Bà này, số mục có đến 108,000 loại. Chúng ta thấy dễ sợ phân biệt, mình cái khả năng trong đời mình phân biệt được mấy loại ta. Ở đây là vị này mà phân biệt được tới 10 vạn, tức là 108,000 loại á.
các vị đắng, chua, cay, mặn, lạc, vân vân, cùng với các vị biến đổi do các vị kia hòa hợp cùng sinh ra thứ nào là nóng, thứ nào là lạnh, thứ nào là có độc, thứ nào là không độc, con đều biết cả. Vân nghe lời dạy của Đức Như Lai rõ biết được bản tính của vị trần, chẳng phải không, chẳng phải có, chẳng phải tức thân tâm, chẳng phải rời thân tâm, phân biệt đúng bản tính của vị trần mà được khai ngộ. Nhờ Phật ấn chứng cho anh em chúng con hiệu là Bồ Tát Dược Vương và Dược Thượng, nay ở trong hội làm vị Pháp Vương Tử, chúng con nhân vị trần mà được giác ngộ sáng suốt, lên Bồ Tát. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của con, vị trần là hơn hết. Ngài Dược Vương tức là cái thuốc mà vua của thuốc á, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng, khi mà còn những cái kiếp về trước tu tập á thì được nếm vị. Chúng ta thấy ngày xưa không có đưa vào cái máy phân tích là cái chất này độc, chất kia không độc, mà tất cả những cái vị ngày xưa để tìm ra thuốc á, đa số là đưa vào lưỡi. Một là nhìn cái màu của nó, nhìn cái màu của nó thì vàng, màu trắng, màu đỏ, màu xanh gì đó, họ phân biệt theo cái kiểu ngũ hành xong rồi bắt đầu họ nếm tới cái vị của nó. Ví dụ như vị chua là đi vào cái tạng nào, vị cay là đi vào cái tạng nào, vị đắng là đi vào cái tạng nào, vị mặn là đi vào tạng nào, vị chát là đi vào tạng nào, để họ phối thành thuốc. Và nhờ nếm vị mà họ xác định được cái vị này là tốt cho cái tạng nào. Ví dụ như là vị ngọt tốt cho bao tử, vì vậy là họ sẽ sử dụng vị ngọt đó để trị bệnh bao tử sau này. Ví dụ vậy đó, thì tất cả những cái vị đó họ đều tính toán bằng cái lưỡi, chứ không phải phân tích bằng máy móc. Và điều này rất chính xác, bởi vì cái tâm các vị này nó đạt tới một cảnh giới rất là sâu. Và rõ ràng là một cái lưỡi mà phân biệt được tới 108.000 loại là đúng là cái lưỡi mình theo không nổi cái lưỡi của các vị này. Thành Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng đúng như được Phật dạy. Nhưng mà khi mà các vị này tu tập á, thì được Đức Phật dạy, nghe lời Đức Phật, biết rõ được bản tính của vị trần. Bắt đầu Ngài Quân Quán là bản tính của vị trần là chẳng phải có nè, vị trần là chẳng phải không nè, chẳng phải tức thân tâm, chẳng phải rời thân tâm, phân biệt đúng bản tính vị trần mà được khai ngộ. Đầu tiên là đối với cái vị mà mình nếm, nếu mà chúng ta công phu thì chúng ta sẽ phân biệt rằng cái này nó không phải là có, cái vị chúng ta đang nếm nó không phải là có, nó không phải là không. Rồi nó chẳng phải tức thân tâm, tức là khi mà chúng ta cảm giác được cái vị đó không phải là thân, cũng không phải là tâm mình. Và nếu như chúng ta phân tích được tới cái chiều sâu không phải có, không phải không, không phải thân tâm rồi của vị trần, như vậy là chúng ta sẽ nhận ra được một cái bản tính của cái vị trần thật thụ để nhận biết cái vị trần này không phải là thân tâm này, không phải là trần, cũng không phải là căn. Thì người này vượt ra cái thân căn để chứng được. Ở chỗ này Đức Phật hỏi về viên thông thì người này cho rằng vị trần là hơn hết, tức là mỗi người tu một căn. Này tới cái vị trần rồi, tới cái đoạn thứ 7 là do xúc trần chứng được viên thông. Ông Bạc Đà Bà La và 16 vị khai sĩ đồng bạn liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: trước kia nơi Phật Oai Âm Dương, chúng con do nghe pháp mà được xuất gia. Khi chư tăng tắm gọi, con theo thứ lớp vào nhà tắm, bỗng ngộ được chân tính của nước, đã chẳng rửa bụi, cũng chẳng rửa thân, trong khoảng giữa yên lặng được không có gì, do cái túc tập chẳng quên, cho đến hôm nay theo Phật xuất gia mới thành được quả vô lậu. Đức Phật ấy gọi tên con là Bạc Đà Bà La, do phát minh được diệu tính của xúc trần mà thành được bậc Phật tử trụ. Nay Phật hỏi về viên thông, như chỗ con, chứng của con thì cái nhân xúc trần là hơn cả. Vị này tới cái căn thứ 5 rồi, tức là xúc trần Bạc Đà Bà La. Là quý vị mà xuất gia từ cái thời Phật Quán Âm Dương, dễ sợ chúng ta theo. Chúng ta thấy từ cái thời Phật Quán Âm Dương cho tới cái thời Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, chúng ta là trải qua mấy kiếp, mấy hiền kiếp.
Tức là nếu mà tính về cái kiếp của mình đó là mấy tỷ 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 kiếp tu từ đó tới Phật Thích Ca, tới Đức Phật Thích Ca mới chứng quả, mà từ đó đã ngộ rồi đó. Thật ra chúng ta thấy khi mà muốn thoát khỏi cái sinh tử này, rõ ràng là chúng ta phải tu vô lượng kiếp, chứ không đơn giản. Nhưng mà không phải nói như vậy là chúng ta chưa từng tu, biết đâu hồi thời Phật của Âm Dương mình cũng ngộ vậy rồi, giờ mình mới ngồi đây nhưng mà chưa được chứng quả thôi. Bây giờ mình cũng ngộ gì đó, để sau này đợi một Đức Phật Di Lặc ra đời, cái mà ngay cái pháp hội của Phật Di Lặc mình chứng quả không chừng. Thì vậy là Đức vị Bồ Tát này á, là từ cái thời Phật Oai Âm Dương đã là chúng tăng trong cái thời Phật đó rồi đó. Thì Ngài cũng ngộ được, tức là khi mà đi sắp hàng tắm á, có nghĩa là cái thời đó chúng tôi không biết là, chắc có lẽ là cái phòng tắm cũng ít, chư tăng đông quá cho nên chờ thước lớp, từ người này tắm ra rồi người kia vào, cái phòng tắm cũng ít mà số chúng tăng nhiều. Thì Ngài cũng đứng rồi chờ cho tới khi cái thước lớp mà Ngài được vào phòng tắm. Được vào phòng tắm rồi á, thì xối nước lên người, bỗng ngộ được chân tính của nước. Nước này nó không phải là rửa bụi, cũng không phải là rửa thân, đúng không? Chúng ta phải quan sát, bữa nào vô phòng tắm chúng ta quán thử nha. Rồi chúng ta thấy cái chuyện ngộ đạo bất kỳ cái chỗ nào người ta cũng có thể ngộ được, đúng không? Vô bây giờ mà nước xối lên người thì chúng ta đứng chúng ta quan sát rồi, là cái nước này là cái gì? Nó có phải rửa bụi không? Nhìn kỹ ra, nếu không phải rửa bụi, tại sao nước rớt lên người mình nó trôi bụi? Phải nước rửa bụi không? Mà sẽ làm sao mình quán sát giống như vị Bồ Tát này, mà nước này cũng không phải rửa thân nữa. Trong khoảng giữa yên lặng, giữa được và không đó, nó có cái gì? Không, nó không phải rửa bụi, nó không phải rửa thân. Nhưng mà thật sự mình tắm đó, thì nó cũng sạch cái thân của mình. Thì không phải mà trong khoảng giữa của được và cái không này là chúng ta sẽ nhận ra một cái điều gì đó. Thì vị Bồ Tát này nhận ra được do cái túc tập nhiều đời nhiều kiếp, cho nên hôm nay được theo Đức Phật Thích Ca xuất gia. Dễ sợ không? Và mới chứng được quả A-la-hán. Lúc đó đã ngộ được rồi, vậy chứ mà chưa chứng. Tới khi gặp Phật Thích Ca mới chứng. Thì vậy là đối với Ngài, cái xúc trần, tức là cái xúc chạm nơi thân của mình là cái tối quan trọng nhất. Bây giờ tới một cái vị nữa là do pháp trần chứng được viên thông. Ngài Maha Ca Diếp và bà Tỳ Kheo Ni, Tử Kim Quang vân vân liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: ở kiếp xa xưa trong cõi này có Đức Phật ra đời hiệu là Nhật Nguyệt Đăng. Con được gần gũi nghe pháp tu học, sau khi Phật diệt độ, con thắp đèn sáng mãi cúng dường xá lợi và dùng vàng thắp thiếp hình tượng Phật. Từ đó đến nay sinh ra trong mỗi đời, thân thể thường viên mãn sáng chói như vàng thắm. Tỳ Kheo Ni Tử Kim Quang này vân vân, tức là quyến thuộc của con lúc đó, cũng đồng thời phát tâm như con. Con do quán sát sáu trần ở thế gian đều biến hoại, chỉ dùng pháp không tịch tu định diệt tận, thân tâm có thể trải qua trăm ngàn kiếp cũng như khải móng tay. Con quán các pháp là rỗng không mà thành quả A-la-hán. Đức Thế Tôn nói con tu hạnh đầu đà bậc nhất, diệu tính của các pháp được tỏa sáng thì tiêu diệt các lậu. Nay Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của con thì do pháp trần là hơn cả. Ở đây Ngài Maha Ca Diếp là một vị đại đệ tử của Đức Phật. Thì Ngài kể về cái tiền kiếp á, Ngài đã gặp Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng ra đời rồi, tức là xa xưa lắm. Ngài cũng đã gần gũi theo học rồi cúng dường vị đó, vị Phật đó. Và sau khi vị Phật mà qua đời rồi á, thì Ngài cúng dường xá lợi Phật là một, dùng vàng, tức là hình tượng Phật là Ngài làm bằng vàng luôn để thắp, để thờ, rồi tôn kính Đức Phật như vậy. Do cái nhân duyên là lấy cái tháp để thờ xá lợi là dùng vàng rồng để cúng dường là một. Thứ hai là tạc cái thân Đức Phật cũng thiếp bằng vàng nữa. Do cái phước lành này mà sanh ra đời á, kể từ Đức Phật đó cho tới khi mà Ngài Ca Diếp gặp Đức Phật bổn sư của mình, thân của Ngài sanh ra đẹp tuyệt vời, tức là cái thân y như vàng rồng như vậy.
cái phước mà đã trải qua rất là nhiều kiếp sanh ra cái thân đẹp như vàng rồng, chói sáng y như vàng rồng, mà không có một cái màu sắc nào, không có một cái gì có thể ảnh hưởng tới cái màu vàng rồng trên thân của ngài Ca Diếp đó. Và kim tử quan, tức là mọi người mà quyến thuộc cũng đồng cúng dường trong lúc đó luôn, thì cái bà tỳ kheo này, tỳ kheo ni ở trong kiếp này nhưng mà nhiều kiếp đã theo làm quyến thuộc với ngài Ca Diếp, thì thân bà cũng đẹp giống như vậy, cái thân bà cũng là vàng rồng luôn. Thì cái phước mà được tạc tượng bằng vàng, thiếp cái tháp bằng vàng, thì nó cũng có cái phước giống giống như ngài Ca Diếp ở đây. Tức là chúng ta cúng dường bằng tất cả tâm thành thì nó sẽ có cái quả báo đó. Nhiều đời nhiều kiếp không có cái gì có thể phá hoại được cái sắc thân của ngài Ca Diếp cũng như cái bà Kim Tử Quan này. Nhưng mà khi mà tu tập á, nhờ cái phước duyên như vậy rồi mà tu tập, thì ngài quán sát cái thế gian này thực sự là nó biến hoại, thì ngài dùng cái pháp không tịch thu định diệt tận. Tức là cái con đường mà đi của các vị A-la-hán, thì các ngài chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi không vô uyên xứ, thức vô uyên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ thiên, tức là tám định đó rồi. Thì cái cuối cùng ngài tu chứng được cái quả cái diệt tận định, chỗ khác gọi là diệt thọ tưởng định. Và khi diệt thọ tưởng định sẽ chứng được là cái quả gọi là diệt tận định, tức là chứng được A-la-hán, tức là dứt trừ tất những cái lậu hoặc sinh tử ngàn đời ngàn kiếp, gọi là diệt tận. Có nghĩa là không còn bất kỳ một cái móng niệm nhỏ nhiệm nào về sinh tử luân hồi ở nơi tâm vị này hết. Tận diệt tất cả những đó, có tưởng không tưởng, chẳng phải có hành sắc, chẳng phải không hành sắc, là phi phi tưởng có tưởng, phi phi tưởng xứ thiên, tức là vừa có tưởng mà vừa không phải có tưởng, cũng tận diệt luôn. Người đó đạt tới một cảnh giới là vượt ngoài cái thọ và cái tưởng, diệt thọ tưởng định. Như hồi nãy mình nói, ví dụ như mình thả lỏng thân tâm rồi á, nếu mà thực sự ai mà căng khí lớn, người ta có một cái thoáng, nó không có cảm giác thân tâm nữa, vượt ngoài ra những cái ý tưởng phân biệt căng trần, vượt ngoài ra tất cả những cái có không nơi tâm của mình, tức là dứt trừ tất cả những cái tưởng và không tưởng ở đây, thì đạt được cái diệt thọ tưởng định và không còn cái cảm nhận của thân tâm nữa. Thì lúc đó đạt được một cái định gọi là diệt tận, ra ngoài thân tâm, ra ngoài pháp giới này, thì chứng quả A-la-hán. Mà ngài Ca Diếp còn được một cái điều nữa là gì? Trải qua trăm ngàn kiếp cũng như khải móng tay. Thì cái chuyện này mà có một số người đi Ấn Độ thì họ vẫn còn thích leo lên núi Kê Túc để chi? Để được đến cái động Kê Túc. Mà ở trong kinh nói là cái động Kê Túc là ngài Ca Diếp đang ở trong đó để chờ Phật Di Lặc ra đời truyền y bát của Đức Thế Tôn, tức là giao y bát của Đức Thế Tôn cho Đức Phật Di Lặc. Cho nên bây giờ đã trải qua hơn 2.500 năm rồi, mà thỉnh thoảng trong hang núi Kê Túc người ta vẫn còn nghe tiếng tụng kinh, hoặc là thỉnh thoảng người ta còn thấy trên núi đó có cái hình dáng của một vị tăng đi kinh hành. Do cái định diệt tận này mà người ta có thể lưu thân trăm ngàn muôn kiếp, giống như chuyện khải móng tay. Thì có 2.000+ năm đối với mấy vị này chưa có bằng 1/1 triệu của cái khải móng tay nữa. Thì vậy là nói cái thân này có thể hoại không thể được đối với những cái định ở trong đạo Phật. Thì những người mà nó chứng được cái việc tận định đến một cái độ sâu giống như ngài Ca Diếp này, thì người ta có thể lưu thân, có thể giữ được cái thân này. Tại vì khi đã được như vậy là họ đã vượt ngoài cái quy lực của vật lý rồi. Một người ngộ đạo thì họ có khả năng làm chủ cái thân này, vượt cái tầm, vượt cái quy lực của vật lý. Vật lý không có khả năng tác động để làm cái thân này nó hao mòn, nó theo vô thường, theo cái kiểu bình thường. Đã có nhiều lần đến khi mà chúng ta học trong cái bản Duy Ma Cật, chúng ta sẽ lý luận nhiều về cái chuyện mà thân bệnh của Đức Phật này là nó kia, để chúng ta được thấy nhiều hơn. Nhưng ở đây chúng ta sẽ thấy rằng cái ngài Ca Diếp là một trong những người thể hiện được điều đó trong cái lời nói này. Bản Kinh Lăng Nghiêm này muốn nói lên cái điều là ngài Ca Diếp có khả năng là chờ Phật tới mấy tỷ 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 kiếp sau Đức Phật Di Lặc mới ra đời, mà ngài Ca Diếp vẫn chờ được giữ nguyên dạng cái thân trong cái thời của Đức Phật, để chờ Đức Phật Di Lặc ra trao y bát của Đức Phật Bổn Sư cho Đức Phật Di Lặc ở cõi ta bà của chúng ta, là thời gian lâu xa không thể tính đếm bằng cái đầu của mình được. Vậy mà ngài có khả năng lưu thân tới chừng đó. Thật ra khi đi qua Ấn Độ tới núi Kê Túc mà nói ngài Ca Diếp còn là cái việc đó, rất là nhiều người con Phật vẫn còn tin điều này.
Và nếu như người nào mà hiểu sâu về cái định của đạo Phật thì chúng ta thấy điều này là cái điều mà có xảy ra, chứ không phải là không có. Thì vậy là cái chỗ chứng của Ngài Ca Diếp là do pháp trần mà được hơn cả. Thì vậy là cái pháp trần là cái mà nó có ra nơi tâm của mình. Tất cả các pháp trần của trần gian đối với Ngài Ca Diếp là thấy trần thế này đều là một sự biến hoại. Nhưng mà Ngài tu được cái định không biến hoại, nhập được cái định mà bất hoại của thân căn ngũ uẩn này. Và Ngài có khả năng lưu giữ được cái thân căn ngũ uẩn này còn nguyên vẹn cho tới hàng nhiều kiếp, nhiều trĩ kiếp của loài người. Thì đó là một loại công phu mà rất là hiếm có người có được trong lịch sử của loài người. Chỉ có một cái số vị đại đệ tử lớn Đức Phật trong lịch sử là chúng ta nghĩ là có Ngài Ca Diếp thôi. Sau này bên thiền á, thì cũng có rất là nhiều cái vị tổ sư chết lưu thân 100 năm, 200 năm, 700 năm hoặc là 1000 năm trở lên, thì cái chuyện đó vẫn có. Mặc dù tịch rồi nhưng vẫn lưu thân trở lại được. Chắc là hôm nay chúng ta bàn tới đây chúng ta dừng lại. Và mời toàn thể đạo tràng chúng ta chắp tay hồi hướng trước khi chúng ta phát kinh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ. Đạo vô thường thể nguyện thành. À, quý vị nghĩ trong